Độc tôn truyền kỳ Thanh Vân Môn. Lâm Nhất. Chương 341, phản kích. Đột nhiên quần áo của trưởng lão mặc áo vàng của Kim Diệm Tông nổ tung, ánh sáng chói lóa như lửa đỏ bùng lên. Cơ thể ông ta như một mặt trời rực lửa, bay lên không trung, ánh sáng chói mắt khiến người ta không sao mở mắt ra được. Dưới sự chiếu rọi của ánh sáng đó, nhiệt độ của mặt đất liên tục tăng cao, khiến ai nấy cũng thấy cực kỳ khó chịu. Bán bộ huyền quan, đấy là thực lực của bán bộ huyền quan. Áp lực đáng sợ thật, đứng trước bọn họ, dù là cao thủ tiên thiên thất khiếu thì e rằng cũng không thể chống đỡ nổi. Xem ra hai vị tiền bối đã thật sự nổi giận rồi, Lâm Nhất làm mất mặt họ quá mà. Hai trưởng lão nổi giận, thi triển tu vi khiến ai cũng phải thốt lên. Bàn tay xương màu đỏ máu giống lớn như quả núi mang theo sát ý băng lạnh cuồn cuộn ập đến. Mặc dù bàn tay xương màu máu đó giáng xuống chậm nhưng Lâm Nhất biết mình không thể nào chạy thoát được. Hắn đã bị khí thế đó bao vây lấy. Dưới áp lực đáng sợ đó, linh nguyên và thân pháp của hắn đều bị giới hạn. Hắn giật chân mày, nhìn về phía trưởng lão áo vàng như mặt trời đỏ chói đó và cảm thấy kinh ngạc hơn. Nếu như không có Lôi Viêm chiến thể thì chắc một quyền này có thể đánh hắn thành thịt nát rồi nhỉ. Hai cao thủ bán bộ huyền quan xuất chiêu trong giận dữ, xem ra Lâm Nhất phải chết thật rồi. Rốt cuộc tên Lâm Nhất này đang giở trò liều lĩnh gì thế? Trước ánh mắt thắc mắc của mọi người, Lâm Nhất nở nụ cười, chân khẽ lùi về sau rồi đột ngột xòe bàn tay ra. Một tấm lệnh bài màu đen lấp lánh xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Ta cũng muốn xem thử rốt cuộc chấp niệm của tiền bối Tử Diên mạnh đến mức nào. Lâm Nhất nở nụ cười khiến người khác phải thấy ớn lạnh, linh nguyên tiên thiên tràn ngập trong cơ thể điên cuồng chảy vào trong lệnh bài. Lệnh bài màu đen trong lòng bàn tay lập tức toát ra vô số tia sáng màu đen. Một luồng kiếm ý khiến người ta phải run sợ toát ra từ trong lệnh bài màu đen đó. Vô số tia sáng đen tụ lại thành chùm, phóng thẳng lên trời, đâm thủng tầng mây tạo thành một cái lỗ ghê rợn và đáng sợ. Đấy là... Trưởng lão Huyết Vân Môn nhìn thấy luồng kiếm khí đáng sợ như thế thì sắc mặt hơi thay đổi, ánh mắt thoáng qua vẻ kinh sợ. Nhưng ông ta vốn dĩ không kịp phản ứng, sau khi Lâm Nhất dùng hết 2/3 linh nguyên Tử Diên thì một bóng người đột ngột phóng ra từ trong lệnh bài màu đen đó. Trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, bóng người màu xám cho đó xuất hiện, vác hộp kiếm nặng trên vai. Người này bay vút ra, đập mạnh lên bàn tay xương màu máu lớn như quả núi. Âm thanh cực lớn như tiếng pháo nổ inh tai nhức óc đột ngột vang lên. Sóng năng lượng cực mạnh nhanh chóng lan ra, mặt đất cũng lập tức nứt toác. Tiếp đó, một luồng kiếm quang đã chém nứt trưởng xương màu máu. Soạt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sau khi phá tan trưởng màu máu đó thì bóng người màu xám mờ ảo, mang theo hộp kiếm, phóng vút lên trời như một tia chớp, đánh về phía trưởng lão áo vàng như mặt trời đỏ rực đó. Bụp, bụp, bụp. Mỗi một kiếm của bóng người áo xám đó đều khiến người ta cảm thấy vô cùng nặng nề, dường như trời đất cũng đang rúng động. Chỉ với 3 chiêu thì trưởng lão áo vàng ngông cuồng tự đại đã bị đánh văng xuống đất. Ông ta té mạnh xuống đất, sóng tàn dư chấn động. Mặt đất nổ thành một cái hố sâu hình xoắn ốc. Bóng người áo xám mơ hồ vút qua trong không trung và xuất hiện trước mặt trưởng lão Huyết Vân Môn. Trưởng lão Huyết Vân Môn vốn dĩ đang định tấn công Lâm Nhất nhưng khi nhìn thấy bóng người màu xám đáp xuống thì liền ngây ra. Sau đó ông ta nghiến răng, trưởng ra một trưởng. Bụp, bụp. Nhưng ông ta đã quá chậm chạp, vừa mới giơ tay lên thì một luồng kiếm quang đã chém lên ngực ông ta. Lúc huyết kiếm phóng đến thì sắc mặt của ông ta liền trắng bệch. Cả người bị chém bay ra 100 mét. Soạt, soạt. Bóng người áo xám mang theo sát ý lạnh buốt chém liên tiếp 3 lần, trưởng lão Huyết Vân Môn cố sức đỡ nhưng chỉ có thể cố hết sức tránh đòn chí mạng. Sau 3 kiếm, ông ta đã bị chém đến mức bay lên không trung, hoàn toàn không còn sức chống đỡ nữa. Rõ ràng tu vi không kém bao nhiêu nhưng kiếm của bóng người áo xám thật sự quá nhanh. Bảo khí. Là bảo khí đó đã triệu hồi phân thân cao thủ. Trưởng lão Huyết Vân Môn bụng ngực, mắt nhìn thẳng bóng người màu xám đứng một mình một cõi kia, dường như đối phương có thể chém nát hết cả thế giới chỉ bằng một kiếm đó, ánh mắt ông ta dần trở nên sợ hãi. Khí thế một mình một cõi và cao ngạo toát ra từ người đó khiến ông ta càng cảm thấy bất lực khi nhìn lâu. Ông ta nhìn bóng người màu xám đó cầm kiếm trong tay, tiến gần đến chỗ mình từng bước một thì trong lòng đột nhiên cảm thấy hoảng loạn vô cùng. Cảm giác sợ hãi khi cái chết sắp ập đến bao trọn lấy ông ta. Chết!
Suy nghĩ mà trước giờ ông ta chưa từng nghĩ đến đột nhiên xuất hiện trong đầu, trưởng lão Huyết Vân Môn hoảng sợ, vội vã nói, Lâm Nhất, ta đồng ý với điều kiện của ngươi. Bù! Lâm Nhất phất tay, bóng người áo xám nhấp nháy vài lần rồi biến thành ánh sáng, bay lại vào trong lệnh bài. Răng rắc, chính giữa lệnh bài xuất hiện một vết nứt khó phát hiện. Lâm Nhất nhìn thấy vẻ mặt tái mét của đệ tử Kim Diệm Tông và Huyết Vân Môn, còn có vẻ mặt hoảng sợ của hai trưởng lão thì khẽ chậc lưỡi. Hắn đã đánh giá thấp thực lực của chấp niệm tiền bối Tử Diên. Tử Diên kiếm thánh nói chấp niệm của mình có thể sánh với võ giả cấp huyền võ, cũng tức là cảnh giới bán bộ huyền quan. Nhưng hai trưởng lão đó đều là cao thủ bán bộ huyền quan thật sự. Vậy mà lại không chống đỡ nổi một đòn, thậm chí còn sợ đến run lên cầm cập, tu vi cùng một cảnh giới nhưng thực lực lại khác nhau một trời một vực. Cũng không biết là thực lực của hai người này quá kém cỏi hay là do danh nhân một thời năm xưa đó mạnh hơn nhiều so với người thời nay nữa. Có điều, hiện tại không phải là lúc để cảm thán về những chuyện đó. Lâm Nhất cười tít mắt, tiến về trước và hỏi, hai vị tiền bối, lúc nãy đã đắc tội rồi. Có điều, chúng ta cũng có thể nói là không đánh không quen biết, nếu như tiện thì bây giờ có thể đưa tiên thiên đan cho vãn bối được chưa? Chương 342, chỗ chôn thân. Những người xung quanh đoán không sai, ngay từ đầu hắn đã có ý muốn tống tiền. Hắn có lệnh bài trong tay nên trong thanh dương giới, hắn vốn không cần phải sợ ai, hai tông môn lớn cũng chẳng khác gì một con cừu mập đối với hắn. Dù không dùng đến chấp niệm của Tử Diên kiếm thánh, nếu hắn quyết tâm muốn đi thì hai trưởng lão đó cũng không cản được hắn. Hắn đã tiêu sạch toàn bộ tài nguyên mình có, Tử Diên kiếm quyết cũng chỉ mới tu luyện được đến tầng thứ nhất. Nếu không tống tiền thì sao đủ để tu luyện? Khóe miệng hai trưởng lão giật nhẹ, không đánh không quen biết, Lâm Nhất nói mà thật sự không thấy xấu hổ. Nếu như có thể, dù đánh chết hai người họ thì họ cũng tuyệt đối không chọc đến Lâm Nhất khi ở trong thanh dương giới. Ngươi muốn hai bọn ta đưa cho ngươi một vạn viên tiên thiên đan, con số này quá lớn, trên người ta chỉ có hơn 2.000 viên thôi, trưởng lão Huyết Vân Môn liếm đôi môi đang khô ráp rồi nói với vẻ bất lực. Trưởng lão áo vàng cũng tỏ vẻ khó khăn, trên người ta cũng không có nhiều tiên thiên đan, chỉ có 3.000 viên thôi. Thứ lỗi, có lẽ hai vị đã nghe nhầm rồi, ý ta là mỗi người đưa cho ta một vạn viên, không phải tổng cộng đưa cho ta một vạn viên. Nhưng, câu tiếp theo đó của Lâm Nhất đã khiến hai trưởng lão suýt chút chết dở. Một vạn viên à, ngươi giết hết đám người đó đi, dù cho ngươi giết hết người của Huyết Vân Môn ta thì ta cũng không thể nộp đủ một vạn viên tiên thiên đan. Trưởng lão Huyết Vân Môn tức đến mức mặt mày tái xanh, giọng nói cũng hơi run run. Một vạn viên tiên thiên đan, ngươi tưởng tiên thiên đan là bắp cải sao, mặt trưởng lão áo vàng tối sầm, ông ta nghiến răng nói. Lâm Nhất vuốt cằm, trầm ngâm, không nói gì. Trưởng lão mặc áo vàng và trưởng lão Huyết Vân Môn thấy Lâm Nhất không nói gì thì hơi lo lắng. Một lúc lâu sau, trưởng lão mặc áo vàng nghiến răng nói, 4.000 viên tiên thiên đan thì ta còn có thể lấy ra được. Huyết Vân Môn có thể đưa được 5.000 viên tiên thiên đan. Không cần nữa, tốt hơn là để ta giết sạch hết các người cho xong. Lâm Nhất mỉm cười, nhẹ nhàng nói, hai vị tiền bối khó xử như vậy thì tại hạ cũng không nhẫn tâm, tốt hơn là ta nên giết hết đám phế vật này vậy. Keng! Hắn vung tay, táng hoa kiếm bay khỏi mặt đất, chạy vào tay của Lâm Nhất. Lúc Lâm Nhất nắm kiếm, sát ý trên người hắn đột nhiên trỗi dậy, khiến hai trưởng lão sợ đến ngây người ra. Đừng, không khó xử, không có gì khó xử cả. Lâm công tử, có gì từ từ nói. Hai trưởng lão biết nếu Lâm Nhất mà động thủ thì sẽ không nương tình, hắn nói giết sạch, tên này tuyệt đối sẽ không bỏ sót một ai. Chỗ này có 8.000 viên tiên thiên đan. Còn có ít bảo vật ta tìm được ở thanh dương giới, chắc là có thể bù cho số bị thiếu. Mặt trưởng lão áo vàng tối sầm, lúc đưa túi đựng đồ qua cho Lâm Nhất thì đau lòng đến nứt ruột. 7.000 viên tiên thiên đan, còn có mấy viên linh dược quý hiếm, chắc là đủ rồi. Trưởng lão Huyết Vân Môn cũng đưa một túi chữ vật qua, khuôn mặt già nua không ngừng run lên. Lâm Nhất nhận lấy túi chữ vật, kiểm tra sơ rồi mỉm cười và nói, hai vị tiền bối đức cao vọng trọng ủng hộ hậu bối như thế. Nhất định sẽ mang tiếng thơm trong thanh dương giới. Kha kha, các võ giả đứng xem ở phía xa nghe thấy mấy lời mỉa mai đó của Lâm Nhất thì không nhịn được mà cười ra thành tiếng. Chuyện hôm nay chắc chắn sẽ trở thành sự sỉ nhục cả trăm năm không sao rửa sạch được của hai tông môn lớn. Một vạn viên tiên thiên đan, cộng thêm những linh dược có giá trị tương đương khác. Con số mà Lâm Nhất tống tiền rất lớn,
gần như vắt sạch toàn bộ những gì mà hai cao thủ bán bộ huyền quan này đã tích góp được. Trước đây, hai trưởng lão khóc lóc than khổ mấy lần, định dở trò với Lâm Nhất. Nhưng cuối cùng, nên nôn ra bao nhiêu thì cũng đều phải nôn ra hết. Sự bóc lột thẳng tay của Lâm Nhất khiến rất nhiều người phải đỏ mắt. Tiểu huynh đệ, vậy đã hài lòng chưa? Trưởng lão Huyết Vân Môn nghiến răng nhìn Lâm Nhất, cố nở nụ cười. Không thể không nói là biểu cảm đó rất đặc sắc, dù sao thì Lâm Nhất cũng không cách nào làm được. Rõ ràng họ hận đến mức muốn ăn thịt, uống máu hắn nhưng vẫn cố nở nụ cười, không dám đắc tội. Lâm Nhất khẽ mỉm cười và nói, yên tâm, con người ta rất trọng chữ tín, trong Thanh Dương giới, trừ khi người của hai tông các người sinh sự trước, nếu không thì, ta sẽ không động đến họ dù chỉ là đầu ngón tay. Nếu như không biết sống chết, bay nhảy trước mắt ta thì ta không đảm bảo đâu. Gắt thật, rõ ràng là muốn bảo đối phương cút ra khỏi tầm mắt của hắn, nếu như còn xuất hiện trước mặt hắn, dù cho có lấy được số lớn tiên thiên đan thì lúc cần ra tay, hắn vẫn cứ phải ra tay như thường, tuyệt đối không nương tình. Ngươi, trưởng lão áo vàng tức giận, chỉ vào Lâm Nhất, theo ông ta thấy, nói đơn giản một chút thì câu nói đó có nghĩa là bảo ông ta phải cút ngay đi. Nhưng nghĩ đến thủ đoạn của Lâm Nhất trước đó thì chỉ có thể nuốt ngược những chữ sau đó vào trong. Chúng ta đi thôi. Không bao lâu, các cao thủ tiên thiên của hai tông đã nhanh chóng rời khỏi. Tất cả đều cúi đầu, mặt mày nặng trĩu, không dám nhìn những người xung quanh. Thật khó tưởng tượng khi Kim Diệm Tông và Huyết Vân Môn luôn hành sự cực kỳ bá đạo mà cũng có ngày cụp đuôi như thế này. Nhưng khi mọi người nhìn thấy Lâm Nhất cười tít mắt nhìn qua thì họ đồng loạt cảm thấy buốt lạnh. Trong mắt họ người thanh niên trước mặt làm gì còn chút nào thanh tú nữa đâu. Mà đó là một tiểu ác ma đích thực, đến cả hai tông môn bá chủ cũng bại trong tay tiểu ác ma như hắn. Chắc đã khiến không ít người hoảng sợ rồi. Lâm Nhất nhìn thấy rất nhiều người nhìn thấy ánh mắt của hắn thì lập tức hoảng sợ, quay đầu bỏ chạy. Lẽ nào trên người họ có bảo bối gì sao? Đột nhiên trong đầu hắn nảy ra suy nghĩ kỳ quái, nghĩ lại thì đó cũng không phải là chuyện không có khả năng. Dù sao thì trong Thanh Dương giới, những người trông có vẻ bình thường không chừng lại có bảo bối trên người. Ta đang nghĩ gì thế này? Thật sự xem mình là cường đạo cướp bóc rồi sao? Lâm Nhất lắc đầu, mỉm cười vì suy nghĩ nảy ra trong đầu mình. Gần 2 vạn viên tiên thiên đan chắc cũng đủ cho ta tu luyện Tử Diên kiếm quyết đến tầng thứ 3 rồi nhỉ? Lâm Nhất nhẩm thầm trong bụng, hắn vẫn không dám chắc chắn. Công pháp như Tử Diên kiếm quyết tiêu hao linh đơn diệu dược cứ giống như một cái động không đáy, mới ở tầng cơ bản thứ 6 mà đã khiến hắn cảm thấy áp lực nặng nề. Lâm huynh đệ. Trong lúc hắn đang nhẩm tính thì có một đám võ giả tiên thiên chen nhau chạy đến. Hắn ngẩng đầu lên nhìn thì không ngờ lại nhìn thấy người dẫn đầu là Minh Diệp, là thiếu chủ của Quang Minh Các. Minh thiếu chủ. Chương 343, giao dịch thành công. Lâm Nhất hơi thắc mắc, đối phương làm rầm rộ như thế là có ý gì? Lâm huynh đệ cũng cao tay thật, ta nghe nói người bị hai tông môn lớn chặn đường nên lập tức dẫn người đến, còn nghĩ sẽ để ngươi nợ ta một ân tình nhưng thật không ngờ ngươi đã một mình một ngựa giải quyết xong hết mọi thứ, còn quay ngược lại uy hiếp đối phương lấy 2 vạn viên tiên thiên đan nữa chứ. Minh Diệp nhìn sang Lâm Nhất, khẽ cười và nói, sự kinh ngạc trong ánh mắt không thể nào che giấu được. Ông lão áo xám đứng bên cạnh hắn ta cũng tỏ ra kinh ngạc, quan sát Lâm Nhất từ trên xuống dưới. Minh thiếu chủ đã có lòng rồi. Lâm Nhất chắp tay cảm ơn, bất luận mục đích của đối phương là gì nhưng hành động đó của họ thật sự khiến hắn thấy cảm kích. Nếu như không có lệnh bài ô quang thì hắn phải nhờ đến đối phương thật rồi. Minh Diệp mỉm cười, nói, he he, ta nói ngươi nghe, lúc đến ta có nhìn thấy biểu cảm của Mai Tử Họa và Huyết Đồ, chẳng khác gì ăn chúng phân, ha ha ha, ta và bọn họ qua lại với nhau đã nhiều năm, ta chưa từng thấy hai người họ thảm như thế bao giờ. Lâm Nhất cười gượng, không nói gì thêm. Nhưng ngươi định sau khi ra ngoài sẽ làm thế nào? Ý của Minh Diệp rất rõ ràng, hai tông môn lớn bị thiệt như thế mà vẫn nhẫn nhịn, nhất định là đã mưu đồ sau khi ra ngoài sẽ đòi lại hắn gấp đôi rồi. Lâm Nhất khẽ cười và nói, nếu như dám đắc tội với bọn họ thì ta đương nhiên có cách ứng phó. Trước đây Lâm Nhất còn lo lắng nhưng khi chứng kiến được sức mạnh to lớn của chấp niệm Tử Diên kiếm thánh thì hắn không còn lo sợ nữa. Không thể diệt được hai tông môn lớn. Nhưng nếu hắn chỉ muốn trốn, chẳng lẽ việc này còn không dễ dàng sao? Trong tấm lệnh bài này có chứa chấp niệm của một tiền bối lúc còn sống, sau khi kích thích nó thì có thể đạt được thực lực ngang tầm với cấp huyền võ.
Lâm Nhất không che giấu, thiết nghĩ chắc đối phương cũng đã nghe được chút tin tức nên hắn đưa lệnh bài ô quang ra cho đối phương coi. Đương nhiên, hắn tạm thời không muốn nói cho đối phương biết nó chỉ sử dụng được tối đa 3 lần. Bảo khí. Minh Diệp và ông già áo xám ngây mặt ra, cả hai đều tỏ ra kinh ngạc. Các ngươi đều lui xuống hết đi. Minh Diệp phất tay, các cao thủ tiên thiên khác của Quang Minh Các đều tản ra hết. Lâm huynh đệ, có còn nhớ vụ làm ăn ta nói với ngươi trước đây không? Minh Diệp nhìn về phía đối phương, nghiêm túc nói. Lâm Nhất liếc nhìn đối phương rồi nhẹ nhàng nói, đương nhiên còn nhớ. Minh Diệp do dự một lúc rồi hạ giọng nói, vốn dĩ ta cũng không ôm hy vọng, ba trong tứ tông tứ tộc đã đến thì cũng không có gì, không ngờ còn có rất nhiều cao thủ bên ngoài nước Đại Tần cũng lén lút lẻn vào. Có điều, nếu như Lâm Nhất huynh đệ có được một bảo khí thì cũng chưa chắc là không có khả năng. Chấp niệm của đại năng thượng cổ gần như không có đối thủ trong cùng cấp, dù gặp phải cao thủ bán bộ huyền quang của Lăng Tiêu Kiếm Các hay Ma Nguyệt Sơn Trang thì cũng sẽ không thua kém. Ông lão áo xám cũng nói thêm vào, ông ta cũng khá hiểu biết về chấp niệm của đại năng thượng cổ. Có điều, đến chỗ đó thì chắc chắn sẽ là tình cảnh thập tử nhất sinh. Thật ra, với thu hoạch hiện giờ của mình, Lâm huynh đệ có đi hay không cũng được. Minh Diệp biết rõ, Lâm Nhất nhất định đã gặp được cơ duyên lớn nào đó mới có được thực lực như hôm nay. Hơn nữa, hắn còn có được một bảo bối, hoàn toàn không cần phải đi mạo hiểm thêm nữa. Minh Diệp và ông lão áo xám đều nhìn Lâm Nhất với vẻ hơi thấp thỏm, họ đã nói rất thẳng thắn rồi. Nếu như đối phương không đồng ý thì với những gì họ có trong tay, chắc chắn họ sẽ không kiếm chắc được gì. Có đi được hay không đều phụ thuộc hết ở Lâm Nhất. Lâm Nhất suy nghĩ rất nhanh, tia buốt lạnh thoáng qua trong ánh mắt, hắn lên tiếng nói, người của nhà họ Vương đã đi rồi sao? Đương nhiên, Minh Diệp hơi bất ngờ, không biết tại sao đối phương lại hỏi như thế, nhưng hắn ta vẫn trả lời theo sự thật. Vậy Vương Ninh cũng có trong số đó nhỉ? Minh Diệp hơi ngây ra, gật đầu nói, đương nhiên là hắn cũng có mặt rồi, nhà họ Vương vô cùng coi trọng hắn, có điều, ta biết rất ít về hắn, không hiểu nhiều bằng Tư Tuyết Y và Bạch Lê Hiên. Lâm Nhất nghĩ thầm, hắn mới về nhà nửa năm, đương nhiên là không biết được nhiều rồi. Ta có thù oán cũ với người đó, nếu như gặp phải thì không tránh khỏi rắc rối. Nếu hai vị thấy khó thì e rằng vụ làm ăn này sẽ không làm được rồi. Minh Diệp giật mình, khuôn mặt lộ vẻ cẩn trọng. Nhà họ Vương là một trong bốn gia tộc lớn của nước Đại Tần, có lịch sử lâu đời và căn cơ vững chắc, là quái vật khổng lồ không thể dao động, ba bá chủ lớn của quận Thanh Dương như bọn họ không thể nào so sánh được. Không ngờ Lâm Nhất lại có ân oán với người của nhà họ Vương, rốt cuộc người trước mặt họ có lai lịch thế nào? Ân oán sâu đậm cỡ nào, Minh Diệp ôm hy vọng mỏng manh và khẽ hỏi. Trong Thanh Dương giới, nếu như có cơ hội thì ta sẽ giết chết hắn mà không cần do dự. Mặt Lâm Nhất lạnh tanh, ánh mắt đầy sát khí khiến Minh Diệp và ông già áo xám đều kinh ngạc. Dù đối diện với Huyết Vân Môn và Kim Diệm Tông thì sát khí trong ánh mắt của Lâm Nhất cũng không đáng sợ đến như vậy. Để ta nghĩ thử. Minh Diệp và ông già áo xám nhìn nhau, cả hai cảm thấy đau đầu. Vốn dĩ họ còn sợ Lâm Nhất không đồng ý, bây giờ xem ra, dù cho hắn có đồng ý thì họ cũng khó lựa chọn. Nếu như đắc tội với nhà họ Vương thì e rằng Quang Minh Các sẽ gặp họa ngập đầu, vạn kiếp bất phục. Có điều, cũng không phải không có cách xoay chuyển tình thế. Quận Thanh Dương hẻo lánh, dù cho thế lực của tứ tông tứ tộc có với tới thì ảnh hưởng cũng không lớn được bao nhiêu. Nếu có kẻ thật sự muốn tiêu diệt Quang Minh Các, dù cho là nhà họ Vương thì cũng phải tốn công sức. Quan trọng nhất là việc đó gần như không mang lại lợi ích gì. Chỉ cần họ không liều mình bảo vệ Lâm Nhất thì chưa chắc đối phương đã để ý đến đối tượng nhỏ bé như Quang Minh Các. Minh Diệp hạ quyết tâm, lên tiếng nói, vụ làm ăn này vẫn có thể thực hiện. Có điều, nếu Lâm Công Tử và nhà họ Vương có xung đột thì e rằng Quang Minh Các không thể bảo vệ được cho ngươi, nguyên nhân thì không cần phải nói nữa. Nhưng ta có thể đảm bảo, nhất định Quang Minh Các sẽ không vì nhà họ Vương mà ra tay với ngươi. Lâm Nhất mỉm cười, nói, vụ làm ăn này coi như thành rồi nhé. Nếu đối phương đã bằng lòng thì đương nhiên hắn cũng không thành vấn đề. Còn về phần những lời của Minh Diệp thì cũng bình thường thôi. Lâm Nhất cũng không nghĩ đến việc cần đến Quang Minh Các bảo vệ mình, không thực tế. Minh thiếu chủ, bây giờ có thể nói cho ta biết, rốt cuộc đó là cấm địa thế nào mà thần bí đến vậy không? Lâm Nhất khá tò mò, cấm địa thế nào mà đến những người cao ngạo như Bạch Lê Hiên và Tư Tuyết Y cũng bị thu hút đến. Nghĩa địa. Chương 344, một đòn chí mạng. Nơi mai táng.
Trong mắt Lâm Nhất hiện lên vẻ ngờ vực, hiển nhiên hắn chưa nghe tới bao giờ nên mới cảm thấy khó hiểu. Đúng, đó là nơi mai táng, nơi đó quanh năm ma vụ bao phủ, tất cả yêu thú viễn cổ đều bị ma hóa, cực kỳ nguy hiểm. Nhưng có thể nói rằng trong đó là nơi truyền đạo của tông môn, có rất nhiều lợi ích khó tin, cực kỳ huyền diệu. Mắt Minh Diệp lóe lên, hắn ta trầm giọng nói, nơi truyền đạo ấy mà, phải là đệ tử xuất sắc nhất trong tông môn viễn cổ này mới có tư cách vào, hiểu không? Đương nhiên Lâm Nhất hiểu ý đối phương. Nhìn di tích tông môn, có thể thấy tông môn viễn cổ này có vị trí thế nào trong thời kỳ thịnh thế hoàng kim năm đó. Đệ tử xuất sắc nhất của môn phái mới có tư cách vào nơi truyền thừa ngộ đạo, cám dỗ nhường nào đương nhiên không cần phải nói. Cao thủ tiên thiên cấp bậc đỉnh cao tới thanh dương giới hầu như đều sẽ tới nơi mai táng này trước, dù là tam đại tông môn bá chủ như chúng ta cũng không kiếm được lợi lộc gì. Nhưng lần này, có bảo khí trong tay ngươi thì có thể thử tranh xem. Minh Diệp cười nhẹ, cho dù có bảo khí của Lâm Nhất trong tay thì trông hắn ta cũng không tự tin lắm. Thử tranh thôi à? Lâm Nhất tặc lưỡi, Minh Diệp là thiếu chủ của tông môn cấp bậc bá chủ nhưng lại không hề kiêu ngạo. Trong thanh dương giới, cao thủ bán bộ huyền quan có thể coi là sự tồn tại hàng đầu. Nếu trong tay Lâm Nhất không có bảo khí, đối mặt với cao thủ như vậy, hắn chỉ có thể quay đầu bỏ chạy. Cho dù hắn có lôi viêm chiến thể đại thành, nhưng bị đối phương đánh vài cái cũng sẽ rất khó chịu. Ông lão áo xám đứng cạnh Minh Diệp cũng là một cao thủ bán bộ huyền quan sâu xa khó lường. Nếu ngay cả Minh Diệp cũng chỉ có thể thử tranh, thì những người khác sợ rằng không có khả năng tranh. Có lẽ, mục tiêu thật sự của Minh Diệp vẫn luôn là nhóm người Bạch Lê Hiên. Lúc trước hắn đã từng thấy nhóm người của Lăng Tiêu Kiếm Các, ai cũng mạnh đến mức khiến người khác khiếp sợ. Kiếm thế trên người thậm chí có thể đâm xuyên vân tiêu. Bạch Lê Hiên chỉ có tu vi tiên thiên thất khiếu, nhưng cảm giác hắn ta mang lại cho hắn còn đáng sợ hơn cả trưởng lão bán bộ huyền quan của Kim Diệm Tông và Huyết Vân Môn. Nếu dốc toàn bộ sức mạnh thì không ai biết được thực lực của hắn ta đáng sợ nhường nào. Nếu dùng bốn từ để hình dung thì chắc chắn là sâu không lường được. Tư Tuyết Y nổi tiếng ngang hắn ta chắc cũng mạnh tầm đó. Đây là cao thủ mà mọi người đều nhìn thấy, vậy những tán tu cường đại ẩn thế thì lại càng không cần nói. Một lát sau, Minh Diệp tập hợp đệ tử Quang Minh Các, cho những người có tu vi ngũ khiếu rời đi. Chỉ còn lại 4-5 người, là đệ tử ưu tú tiên thiên lục khiếu và thất khiếu của tông môn. Đi thôi. Nửa ngày sau, trong di tích tông môn rộng lớn, một khu cấm địa thần bí được bao phủ trong màn ma vụ xuất hiện trước mắt mọi người. Nơi này rất hẻo lánh, nếu Lâm Nhất đi một mình thì chắc chắn rất khó tìm được. Sương mù mỏng màu đen, làn gió âm u không ngừng thổi tới. Nó giống như ma âm làm rối loạn tâm trí khiến mọi người rất khó chịu. Đây là ma vụ sao? Đáng sợ thật đấy. Cảm giác như con đường dẫn đến địa ngục vậy, âm khí nặng nề. Trong di tích tông môn, cao thủ tiên thiên của Quang Minh Các lần đầu thấy ma vụ, vẻ mặt ai cũng nghiêm nghị. Xung quanh còn có rất nhiều cao thủ tán tu đang ở bên rìa nơi mai táng, ai cũng nghiêm nghị không nói. Nhưng hầu hết mọi người đều cắn răng đi vào, đầu không ngoảnh lại. Dưới làn ma khí, trên mặt đất có rất nhiều hài cốt cổ xưa, như ẩn như hiện, đó chính là đệ tử tông môn viễn cổ chết trận năm xưa. Nơi đây từ rất lâu trước kia chắc chắn đã từng xảy ra một trận chiến kinh thiên động địa. Minh Diệp khẽ cau mày, ma vụ đã mở đi rất nhiều, xem ra chúng ta đã bị bỏ lại phía sau rất lâu rồi. Mọi người cẩn thận một chút, đi theo ta. Bước vào trong làn ma vụ, mọi người đột nhiên cảm thấy khá khó chịu. Ma khí lan tràn khắp nơi, tựa như làn gió âm lùa vào cơ thể, mọi người bất giác sử dụng khí nguyên để chống lại ma khí ở nơi này. Vẻ mặt Lâm Nhất vẫn không thay đổi, ma khí này không ảnh hưởng gì nhiều tới hắn. Trước đây hắn đã từng sử dụng ma khí để luyện thể, có được lôi viêm chiến thể hoàn mỹ. Đó là, đi chưa được bao xa, mọi người nhìn thấy một nhóm người đứng vây quanh xác một con yêu thú khổng lồ, ai cũng ngạc nhiên. Mọi người nhìn qua, sau đó đều hít vào một hơi khí lạnh. Đây là xác của một con yêu thú da đầu dày, có kích thước chừng một ngọn núi nhỏ, nó nằm trên đất, hiện đã không còn sự sống. Toàn thân nó chỉ có một vết thương duy nhất. Đó là một vết kiếm không mấy bắt mắt, nhưng lại đi sâu vào nội tạng, một đòn chí mạng. Yêu huyết màu đen chảy ra như suối từ miệng vết thương. Kiếm pháp thật đáng sợ. Chỉ một nhát kiếm ẩn chứa kiếm thế đã đâm chết con thú hung dữ này. Nghe nói nhát kiếm này là do Bạch Lê Hiên để lại. Có người nhìn thấy con yêu thú này không có mắt đối đầu với hắn,
bị hắn dùng một nhát kiếm giải quyết. Khi còn sống, chắc con yêu thú này cũng có thực lực tiên thiên thất khiếu nhỉ. Tất cả mọi người đều vô cùng kinh hãi, mặc dù chưa từng thấy Bạch Lê Hiên xuất chiêu, nhưng xác con yêu thú mà hắn ta để lại này đã gây ra cú sốc lớn cho mọi người. Tai phải Lâm Nhất khẽ giật giật, hắn nghe thấy âm thanh kiếm khí đang sao động trong cơ thể con mãnh thú. Sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, hắn nhỏ giọng bảo, Minh thiếu chủ, lùi về sau một chút, xác con mãnh thú này hơi lạ. Minh Diệp khó hiểu, ông lão áo xám cũng không thấy có vấn đề gì, không hiểu sao Lâm Nhất lại nhìn ra được. Nhưng Minh Diệp vẫn tin tưởng Lâm Nhất. Hắn ta lập tức vẫy tay, người của Quang Minh các đồng thời lui ra xa. Chương 345, Tế đàn thông thiên. Bùm! Ngay khi mấy người vừa đứng vững liền nghe thấy một tiếng nổ ầm, trong xác con yêu thú trước mặt chợt bắn ra 7 đạo kiếm quang, bay vút lên trời. Bùm bùm bùm! Xác con yêu thú khi nãy còn chút uy lực, giờ đây đã nổ banh. Kiếm khí bất chợt bắn ra đã làm bị thương rất nhiều võ giả đang quan sát xác con yêu thú. Gần như không hề có dấu hiệu báo trước, những người bị thương bởi kiếm khí, nhẹ thì xuyên qua ngực, nặng thì đứt tay đứt chân, phế một nửa người ngay tại chỗ. Một lần này đã có hơn 10 người bị thương. Đây là kiếm ý. Chỉ một nhát kiếm thôi đã để lại kiếm ý sắc bén như thế, đến giờ mới biến mất. Rốt cuộc thực lực của Bạch Lê Hiên mạnh nhường nào chứ? Nhìn xác con yêu thú bị chia 5 xẻ 7, còn có những võ giả bị dư âm của kiếm khí làm bị thương, vẻ mặt mọi người đều kinh hãi. Minh Diệp cảm thán, Lâm Nhất à, vừa nãy cảm ơn ngươi nhé. Ông lão áo xám nhìn hắn với vẻ đầy ẩn ý sâu xa, có lẽ cảm ngộ kiếm đạo của Lâm công tử cách kiếm ý đã không còn xa nữa, vừa rồi đến ta cũng không cảm nhận được kiếm thế trong cơ thể yêu thú. Vẻ mặt Lâm Nhất bình tĩnh, hắn cũng không nhiều lời. Hắn mới chỉ ở bán bộ kiếm ý thôi, muốn đạt tới cấp bậc như Bạch Lê Hiên còn cách rất xa. Thật sự không biết Lăng Tiêu kiếm các bồi dưỡng thế nào mà ra được yêu nghiệt kiếm đạo biến thái thế này. Tiếp tục đi về phía trước, men theo đường đi, mọi người nhìn thấy xác chết của dã thú càng lúc càng nhiều. Đã rất nhiều người đến đây mở đường, là người tới sau, họ cũng ít gặp rắc rối hơn. Trong cấm địa này, có lẽ vì ma khí nên rất nhiều đệ tử của tông môn viễn cổ chết trận vẫn chưa bị phong hóa hoàn toàn. Xương cốt vẫn còn đó. Một nửa vùi ở lớp bụi dưới chân khiến người ta thêm bao nỗi xót xa. Rất khó để tưởng tượng trận chiến năm đó bi thảm nhường nào, đệ tử của tông môn cũng chết trận nhiều thế này. Nơi đó hơi kỳ lạ. Đang đi, Lâm Nhất chỉ vào bức tường nứt cách đó không xa, đột ngột cất lời. Trên đường đi, Lâm Nhất dựa vào trực giác nhạy bén đã giúp mọi người tránh được rất nhiều rắc rối. Mọi người đã hoàn toàn bái phục hắn từ lâu. Qua đó xem sao. Minh Diệp lập tức dẫn mọi người tới đó. Dẫm trên đống hài cốt dưới chân, mọi người đi chưa được bao lâu đã tới bức tường đó. Trên bức tường có khắc một bức bích họa, cảnh tượng trong tranh vô cùng huyền diệu, có đạo vận, chỉ liếc mắt một cái cũng khiến lòng người chấn động, đây là một bức tranh ngộ đạo. Nhưng nhìn vài vết nứt trên tường, với những chiếc răng nanh đan xen vào nhau khiến vẻ mặt mọi người đều trở nên nghiêm nghị. Là vết kiếm, đáng chết, lại là Bạch Lê Hiên. Vẻ mặt Minh Diệp hơi tức giận, hắn ta nắm chặt tay, khó chịu nói. Bức bích họa trước mặt vô cùng quý giá, nếu có thể mang đi thì có ích rất lớn cho việc cảm ngộ võ đạo của đệ tử Quang Minh Các. Nhưng vài vết kiếm này lại khiến Minh Diệp từ bỏ ý định. Chỉ chạm nhẹ thôi bức bích họa sẽ để lại kiếm ý, khuấy thành bột còn khiến người khác bị thương. Ông lão áo xám thở dài, khả năng những người đến trước đã lấy hết những bảo vật có thể lấy rồi, những thứ không lấy đi được cũng sẽ bị phá hủy. Đạo lý trong này cũng không có gì để nói nhiều. Nếu thực lực của ngươi đủ mạnh, không sợ yêu thú trong ma khí thì ngươi cũng có thể làm được. Có lẽ ta có thể thử. Lúc này, Lâm Nhất đang im lặng đột nhiên lên tiếng. Lâm huynh đệ, thật sao? Mắt Minh Diệp sáng lên, nhen nhóm niềm hy vọng, bức bích họa này cũng không giúp ích được gì nhiều cho bản thân hắn ta. Nhưng với Quang Minh Các thì lại là bảo vật, họ thật sự rất cần. Để ta thử xem sao. Mọi người lùi lại cho Lâm Nhất tiến lên, kiếm thế trên người hắn bộc phát. Khí thế đột nhiên thay đổi, tựa như thanh kiếm sắc bén sắp ra khỏi vỏ, sức mạnh kiếm khí rộng lớn bao trùm toàn bộ bức bích họa. Ngay khi mọi người còn đang ngạc nhiên nghi ngờ thì kiếm thế hung hãn đã chợt thu lại. Kiếm thế trên người hắn ngưng tụ thành bán bộ kiếm ý, dẫn dụ toàn bộ kiếm ý ẩn chứa trong bức bích họa ra. Trong khoảnh khắc, 7 tia kiếm quang lao vụt ra khỏi bức bích họa với tốc độ nhanh như chớp.
Lâm huynh đệ cẩn thận. Nhìn kiếm quang sắc bén đó, Minh Diệp chợt hét lên. Lâm Nhất Đan các ngón tay vào nhau, dùng ngón tay làm kiếm, dựa vào bán bộ kiếm ý của mình chặn được 6 kiếm liên tiếp. Khi đến kiếm thứ 7 thì hắn bị đẩy lùi về sau vài bước, khí huyết trong cơ thể sôi trào, vẻ mặt liên tục thay đổi. Rầm. Bức bích họa hoàn chỉnh đột nhiên vỡ thành nhiều mảnh, rơi trên mặt đất. Mau nhặt đi. Minh Diệp vui mừng ra mặt, thành công rồi, bích họa không bị kiếm khí nghiền thành bột. Đạo vận trong đó vẫn còn, khi ghép lại vẫn là một bức tranh ngộ đạo hoàn chỉnh. Người của Quang Minh các lập tức tiến lên, cẩn thận thu nhặt các mảnh của bức bích họa. Lâm huynh đệ không sao chứ? Minh Diệp bước đến, cảm kích hỏi thăm. Lâm Nhất rút tay về, cười đáp, không sao, dù sao cũng chỉ là kiếm ý hắn ta để lại, đã có chuẩn bị nên cũng không đến mức bị ảnh hưởng. Minh Diệp và ông lão áo xám không dám gật bừa. Nếu không phải cảm ngộ kiếm đạo đã tới một cảnh giới nhất định thì dù thực lực đủ để ngăn mấy tia kiếm quang này cũng không bảo vệ được bức bích họa. Hai người họ lại đánh giá Lâm Nhất cao hơn nữa. Cho dù không có bảo khí trong tay thì với thực lực của Lâm Nhất, sợ là cũng đã rất mạnh mẽ. Nơi mai táng này chôn đầy xương, rất nhiều tòa nhà đổ nát đều có bích họa ngộ đạo và bảo vật hay gì đó. Đúng là nơi truyền đạo có khác, một vài kiến trúc không bắt mắt năm đó, trong mắt thế hệ sau lại trở thành báu vật. Mấy người tiếp tục đi về phía trước. Thật lâu sau, một quảng trường rộng lớn xuất hiện trước mắt mọi người. Cát đá màu xám, nền đất lát đá, chìm trong hơi thở thăng trầm cổ xưa, mang lại cho người ta cảm giác một ngạt nặng nề. Lúc này, trên quảng trường đã tập trung rất nhiều người. Ánh mắt Lâm Nhất lướt qua đám người, trông thấy một tế đàn màu đen khổng lồ ở trung tâm quảng trường. Chỉ bậc thang thôi cũng đã có mấy chục ngàn bậc. Tế đàn thông thiên. Ông lão bên cạnh Minh Diệp biến sắc, ngạc nhiên hô lên. Chương 346, 18 đài sen. Tế đàn thông thiên. Lâm Nhất thầm nói trong lòng, cái tên này cũng khá hợp đấy chứ. Chỉ riêng bậc thang của tế đàn thôi cũng đã hàng chục ngàn bậc, một đường đi thẳng lên cao, phóng tầm mắt lên đỉnh thì tế đàn đúng là như chạm đến đường chân trời, cực kỳ hùng tráng. Minh thiếu chủ có biết diệu dụng của tế đàn thông thiên không? Lâm Nhất nhìn Minh Diệp nhẹ giọng hỏi. Chắc hẳn đối phương sẽ biết nhiều hơn hắn. Minh Diệp thu lại ánh mắt nóng rực, trầm ngâm đáp, quảng trường này có tên là quảng trường truyền đạo, là nơi truyền đạo của tông môn viễn cổ. Tế đàn thông thiên là bảo vật kỳ dị thông thiên triệt địa, có khả năng thần quỷ khó lường. Nhưng trong quảng trường truyền đạo này thì tác dụng của nó chỉ có một. Truyền đạo. Đúng vậy, chính là truyền đạo. Khi tế đàn thông thiên mở ra, sẽ có 18 đài sen hạ xuống. Mỗi đài sen đều dẫn tới tế đàn. Đưa người vào trong tế đàn thông thiên để cảm ngộ võ đạo. Minh Diệp nhẹ giọng nói tiếp, nghe nói tu luyện võ kỹ ở trong tế đàn có thể làm ít hưởng nhiều, rất nhiều điều đang bế tắc, đi vào đó liền thông suốt. Nhiều người đi vào đó xong liền dễ dàng tu luyện được võ kỹ tới cảnh giới đại thành, thậm chí còn có khả năng đạt tới viên mãn đỉnh phong. Công pháp võ kỹ có 4 cảnh giới, sơ thành, tiểu thành, đại thành và viên mãn đỉnh phong. Trong lòng Lâm Nhất biết rất rõ sự khác biệt trong đó. Sự khác biệt giữa võ kỹ đại thành và tiểu thành gần như là gấp những mấy lần. Thông thường phải mất ít nhất 1 năm để tu luyện đến cảnh giới đại thành. Để đạt đến võ kỹ đỉnh cao thậm chí phải mất vài năm. Còn viên mãn đỉnh phong thì hoàn toàn dựa vào ngộ tính, nếu khả năng lĩnh ngộ không cao thì không thể đạt tới cảnh giới viên mãn. Tế đàn thông thiên cung cấp cảm ngộ võ đạo, tương đương với việc giúp cho võ giả tiết kiệm rất nhiều thời gian. Thậm chí còn có thể khiến võ giả không đủ ngộ tính có thể có được sức mạnh của viên mãn đỉnh phong. Nhưng đây không phải điều thu hút nhất. Ồ, sau khi kết thúc, tế đàn thông thiên sẽ dựa theo thành tích cảm ngộ võ đạo của mọi người mà truyền lại công pháp, cũng có nghĩa là sẽ có được một môn võ kỹ viễn cổ. Lâm Nhất nghe vậy thì kinh ngạc, chẳng trách quảng trường này lại tập trung nhiều võ giả thế. Đưa mắt nhìn quanh, ánh mắt hắn rơi vào vị trí của Lăng Tiêu kiếm các. Ở đó có một người toát ra kiếm khí đáng sợ, khí tức nội liễm phía sau, hắn ta đang khoanh chân ngồi xếp bằng, nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng ngay cả khi không mở mắt, hắn ta vẫn có thể khiến người khác cảm thấy áp lực nặng nề. Bên cạnh hắn ta còn có một nhóm người với thân hình cao ráo, dáng đứng thẳng tắp như kiếm. Ai cũng tuấn tú, lông mày như kiếm, khí tức mạnh mẽ. Nhưng so với hắn ta thì mọi người lập tức lu mờ, không còn ánh sáng. Khỏi phải người. Người đó chính là Bạch Lê Hiên của Lăng Tiêu kiếm các, kẻ đã khiến rất nhiều người đến sau phải chịu khổ. Mặc dù hắn ta đã đi xa nhưng kiếm ý để lại vẫn vô tình làm rất nhiều người bị thương.
Rất nhiều tranh ngộ đạo và bảo vật đều bị hắn ta dùng kiếm ý phá hỏng, khiến mọi người nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại bất lực. Nhìn quanh một lượt cũng chỉ có Tư Tuyết Y của Ma Nguyệt Sơn Trang có thể so sánh với hắn ta. Tuy nhiên Tư Tuyết Y lại khiêm tốn hơn, không thể hiện thực lực nhiều. Quan sát một lúc, Lâm Nhất còn thấy rất nhiều cao thủ có khí tức cuồng bạo, thậm chí còn có một số thế lực không thua kém Quang Minh Các đang ẩn mình. Cuối cùng tầm mắt của Lâm Nhất rơi vào người của Vương gia. Vương Ninh ngồi trong số đó, nghênh ngang kiêu ngạo, vẻ mặt cao ngạo lạnh lùng nhìn bốn phương. Có vẻ như ngoài Tư Tuyết Y và Bạch Lê Hiên, hắn ta chẳng coi trọng võ giả nào khác nữa. Lâm Nhất rời mắt, như có điều suy nghĩ, Minh thiếu chủ, chúng ta tách nhau ra đi. Minh Diệp nghe vậy không khỏi lo lắng, Lâm huynh đệ, người nghĩ kỹ đi, đây là quảng trường truyền đạo đấy. Đừng thấy những điều ta nói lúc trước quá khiêm tốn, thực lực của Quang Minh Các vẫn dư sức để dành một đài sen cho ngươi. Quả thực, Quang Minh Các có cao thủ bán bộ huyền quan khống chế, chỉ cần không so với tứ tông tứ tộc thì thực lực của họ được coi là cường đại nhất. Mà Minh Diệp cũng thật lòng muốn giúp Lâm Nhất dành một đài sen. Ở nơi mai táng, không biết vì sao ma khí lại loãng hơn rất nhiều, khiến cho Lăng Tiêu Kiếm Các và Ma Nguyệt Sơn Trang có thể hống hách lộng hành, chiếm phần lớn lợi ích. Nếu không có Lâm Nhất giúp đỡ, có thể nói là Quang Minh Các chẳng chiếm được chút gì. Thực ra Lâm Nhất biết tại sao ma khí lại loãng đi nhiều như vậy. Chắc hẳn có liên quan đến Tử Diên Kiếm Thánh và 10 cái xác quỷ dị bị tàn hồn giết chết kia, nhưng đây là bí mật của hắn, không cần nói cho người khác biết. Nhưng nếu ngươi giúp ta giành thì sẽ bị Vương gia nhắm tới. Lâm Nhất mỉm cười, trầm giọng bảo, ta nhận lòng tốt của ngươi, huống hồ với thực lực của ta có thể cũng tự giành được. Cáo từ. Lâm Nhất không cho đối phương cơ hội từ chối, dứt khoát đi luôn. Một lúc sau, ông lão áo xám mới nói, Lâm huynh đệ đúng là một người tốt. Minh Diệp cười khổ, ta còn định để hắn nợ ta một chút ân huệ, không ngờ ngược lại, Quang Minh Các lại nợ hắn. Quảng trường truyền đạo rất rộng lớn, hầu hết các thế lực đều tập trung xung quanh tế đàn thông thiên. Chương 347, đơn thương độc mã. Lâm Nhất đi một mình, lưng đeo hộp đựng kiếm, chậm chậm đi về phía tế đàn thông thiên. Càng đến gần càng cảm nhận được sự uy nghiêm của tế đàn. Nghĩ lại hồi đó, khi tông môn vẫn chưa bị tiêu diệt, quảng trường truyền đạo này không biết sẽ tập trung bao nhiêu người. Lâm Nhất tới rồi. Khi hắn dần đến gần mọi người đã phát hiện, lập tức có người nhận ra hắn. Không ngờ hắn còn dám tới, ta nghe nói hắn có bảo khí. Không biết có phải không? Tên này đúng là không biết điều, đồ của Huyết Phân Môn và Kim Diệm Tông mà cũng dám cướp, đúng là gan to bằng trời. Bây giờ hắn là một con cừu béo đấy. Khi Thanh Dương giới còn chưa mở, tên của Lâm Nhất đã khiến mọi người biết phong thái của hắn. Giờ đây chuyện hắn cướp đồ của hai tông môn lớn đã lan truyền khắp nơi, người trong Thanh Dương giới không ai không biết. Rất nhiều người nhìn hắn bằng ánh mắt mang sát khí, trong mắt hiện lên vẻ tham lam. Đáng hận, gần tế đàn thông thiên, người của Kim Diệm Tông và Huyết Vân Môn cũng đã tới. Nghe thấy lời xì xào tứ phía, đệ tử của hai tông môn đều mang vẻ mặt khó coi. Huyết Đồ lạnh giọng bảo, không cần bận tâm đến hắn, sau khi ra ngoài ta sẽ cho hắn biết kết cục của việc đắc tội Huyết Vân Môn. Trong mắt Mai Tử Họa của Kim Diệm Tông cũng lóe lên tia sáng lạnh lùng sắc bén. Nhưng cả hai người đều đã biết thực lực của Lâm Nhất nên không dám manh động, chỉ coi như Lâm Nhất chưa xuất hiện. Cháu trai, đây chính là Lâm Nhất cháu nói à? Gần tế đàn thông thiên, ở vị trí của Vương gia, một ông lão nhẹ giọng hỏi Vương Ninh. He he, Đỗ Thúc, cứ để hắn đi thêm lát nữa, có lẽ hắn vẫn nghĩ ta chưa phát hiện ra hắn. Ánh mắt Vương Ninh dữ tợn, khóe miệng cong lên thành nụ cười vô cùng nham hiểm. Thực ra Vương Ninh đã chú ý đến Lâm Nhất ngay từ khi ở bên ngoài Thanh Dương giới. Chỉ là bây giờ đã khác, hắn ta đã về lại Vương gia, địa vị cao quý, nhãn giới và thực lực đã khác xưa. Một vài ân oán khi ở Thanh Vân Tông cũng đã bớt đi rất nhiều, sát khí với Lâm Nhất cũng không còn quá nhiều nữa. Đối với hắn ta, giẫm chết một con kiến đã chẳng có gì vui nữa. Nhưng khi phát hiện thực lực của Lâm Nhất, năng lực có thể sánh ngang với Mai Tử Họa và Huyết Đồ mới thật sự khơi dậy niềm hứng thú trong hắn ta. Đỗ Thúc, chờ hắn nhảy lên điểm cao nhất rồi Thúc hãy ra tay, một chưởng đánh hắn bay xuống, ta muốn cho hắn nếm mùi sỉ nhục, đến lúc đó không cần ta ra tay cũng có một đám người thay ta dạy dỗ hắn. Vương Ninh hờ hứng, di chuyển ánh mắt. Lâm Nhất không biết Vương Ninh đã phát hiện ra mình, nhưng dù biết thì hắn cũng chẳng mấy để tâm.
Bây giờ hắn đã có lệnh bài ô quang trong tay, muốn giết đối phương ở trong Thanh Dương giới cũng không khó. Muốn tự bảo vệ bản thân thì lại càng dễ. Thời gian chậm chậm trôi qua, trên quảng trường truyền đạo càng lúc càng tập trung nhiều võ giả tiên thiên. Đột nhiên tế đàn sừng sững giữa trời cháy lên một ngọn lửa hừng hực. Ngọn lửa chói lọi trong tiên thiên không ngừng lan khắp bầu trời, giống như muốn thiêu đốt cả bầu trời. Ngọn lửa đã lan ra khắp trời, chiếu ánh sáng vàng lên toàn bộ quảng trường truyền đạo. Ánh sáng ấm áp chiếu vào khiến mọi người thoải mái, như thể cả linh hồn và thể xác đều thăng hoa dưới ngọn lửa thiêng. Dị tượng này khiến bầu không khí của toàn bộ quảng trường truyền đạo đều nóng lên. Vô số ánh mắt tham lam xen lẫn rực lửa nhìn chằm chằm tế đàn giữa bầu trời. Bùm! Dưới ánh mắt của mọi người, trên bầu trời đột nhiên có 18 cột sáng rơi xuống. Trong mỗi cột sáng đều có một đài sen đơn sơ, ẩn chứa đạo vận huyền diệu. Đài sen cực kỳ đơn sơ nhưng lại ẩn chứa sức mạnh hùng vĩ của đất trời, khi rơi xuống khiến mọi người cảm thấy vô cùng áp lực. Rầm rầm rầm. Khi 18 đài sen đồng thời đáp đất, cả quảng trường truyền đạo đều rung chuyển dữ dội. Ánh mắt Lâm Nhất nóng rực, hắn cũng nhìn chằm chằm đài sen như mọi người. Đài sen có thể dẫn tới tế đàn, có được cảm ngộ võ đạo mà tiền bối của tông môn viễn cổ để lại. Cơ hội này chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Quan trọng hơn là tế đàn còn dựa theo thành tích cảm ngộ cao thấp mà ban cho võ kỹ viễn cổ. Lâm Nhất có bí thuật đạn chỉ thần kiếm, nhưng hắn vẫn rất mong chờ công pháp truyền thừa của tông môn. Nếu có thêm một bộ quyền pháp huyền cấp, với hắn mà nói, chuyến đi đến Thanh Dương giới lần này đã coi như hoàn mỹ. Suy nghĩ của mọi người cũng không khác nhau là bao, ai cũng nhìn đài sen đơn sơ đáp đất nhưng không ai dám liều lĩnh bước lên. Các cao thủ tiên thiên ở đây, ít cũng phải hơn chục ngàn người. Mà chỉ có 18 đài sen, tăng nhiều cháo ít, không đủ để chia. Nếu thực lực không mạnh, kẻ nào dám bước tới chắc chắn sẽ bị bao vây tấn công khốc liệt. Vút! Khi mọi người còn đang chần chừ thì một bóng người đã bay vụt lên, vững vàng đáp xuống đài sen. Khi nhìn rõ khuôn mặt người đó, cả quảng trường không ai dám hé răng nửa lời. Đó là Bạch Lê Hiên của Lăng Tiêu Kiếm Các. Chỉ mới 17-18 tuổi đã đạt tới cảnh giới tiên thiên thất khiếu, chỉ cần hắn ta muốn thì có thể đột phá huyền quan bất cứ lúc nào. Điều đáng sợ hơn là hắn ta còn nắm giữ kiếm ý hoàn chỉnh. Yêu nghiệt kiểu này đừng nói phía sau hắn ta còn có Lăng Tiêu Kiếm Các, cho dù chỉ một mình hắn ta đến thì một người một kiếm cũng đủ để vững vàng chiếm được một đài sen. Chương 348, trước mắt đều là địch. Vèo! Lại có một bóng người bay vọt lên trời, vững vàng ngồi xuống trên đài sen. Đó chính là Tư Tuyết Y của Ma Nguyệt Sơn Trang, ngay khi hắn ta vừa ngồi xuống, đám võ giả của Ma Nguyệt Sơn Trang cũng lập tức vây quanh hắn ta. Cảnh tượng như thế khiến không ít người cảm thấy bất đắc dĩ. Với danh tiếng của Ma Nguyệt Sơn Trang thì cần gì phải cẩn thận như vậy, vốn dĩ không ai dám nhắm vào bọn họ. Hai người dẫn đầu chiếm hai đài sen khiến toàn trường trở nên ồn ào hắn lên, bầu không khí yên tĩnh dần bị phá vỡ. Lâm Nhất đứng từ xa quan sát. Hiển nhiên hắn biết vẫn chưa đến thời điểm lộ diện. Đài sen thứ ba là của người vương gia ta. Tuy rằng có hơi xôn xao, lòng người dao động, nhưng không ai dám chính thức phá vỡ thế rằng con này. Vương Ninh cười ngạo nghễ bay vọt lên, hướng về phía một cái đài sen và hạ xuống. Víu víu víu. Lập tức có vài ánh mắt ác ý dõi theo Vương Ninh trên không trung. Người có tên, cây có bóng. Bạch Lê Hiên và Tư Tuyết Y đều được xem là những nhân tài kiệt xuất thuộc thế hệ trẻ của Đại Tần Đế Quốc, danh tiếng vang xa. Còn Vương Ninh thì, ít có ai biết đến hắn ta. Tuy nhiên, danh tiếng của Vương gia thì lại được rất nhiều người biết đến, cùng thế hệ có thể kể đến Thế tử Vương Đằng, người này cũng không thua kém bao nhiêu so với Bạch Lê Hiên. Sao hả, có người muốn ra tay? Trưởng bối Vương gia Vương Đỗ cười lạnh và nói, đứng ra đây để lão phu nhìn xem là tên chó nào không có mắt. Vừa dứt lời, khí tức bán bộ huyền quan khủng bố trên người ông ta lập tức tăng vọt. Thoáng chốc, khí thế của ông ta đã trở nên cực kỳ khủng bố, tựa như một ngọn thái sơn đứng sừng sững ở đó, cao không thể chạm, khiến người ta phải ngước nhìn. Tu vi bậc này quả thực vô cùng đáng sợ. Lâm Nhất thầm kinh hãi, lão già này còn mạnh hơn rất nhiều so với hai gã bán bộ huyền quan của Huyết Vân Môn và Kim Diệm Tông. Khí tức trên người ông ta tựa như một con sông sâu. Không thấy đáy, ầm ầm dậy sóng. Khi ông ta nói, cao thủ của vương gia bên cạnh cũng đồng loạt quét mắt nhìn bốn phía. Sát khí vừa mới manh nha trong đám người dần được thu lại.
Uy danh của Vương gia quá lớn, thêm vào đó là thực lực mạnh mẽ của Vương Đỗ, nên không có bất kỳ ai dám làm sằng bậy. Một đám vô dụng. Vương Ninh nhếch mép cười lạnh, trong mắt lóe lên tia khinh thường. Hôm nay mắt hắn ta cao hơn đầu, đã sớm xem thường đám võ giả tiên thiên ở những nơi khỉ ho cò gáy như thế này. Tên này quả thật khiến người ta chán ghét. Không biết từ đâu nhảy ra, chỉ có thực lực tiên thiên ngũ khiếu mà cũng dám kiêu ngạo như vậy. Nói nhỏ một chút, người ta là con dòng chính của Vương gia đấy. Hiển nhiên thái độ ngông cuồng của Vương Ninh khiến rất nhiều người không phục, dù sau lúc trước hắn ta cũng không hề nổi danh. Nếu bàn về nguồn lực, suy cho cùng Vương gia cũng chỉ là thế gia, không thể so sánh với các thế lực siêu nhiên vượt lên trên đế quốc như Lăng Tiêu Kiếm Các và Ma Nguyệt Sơn Trang. Ngay sau đó, những võ giả có cường giả bán bộ huyền quan làm chỗ dựa đều lục tục chiếm cứ một đài sen. Trong Thanh Dương giới, cường giả vượt quá tiên thiên không thể tiến vào. Cường giả bán bộ huyền quan muốn xông qua phong ấn phải đối mặt với nguy hiểm cực lớn, nhưng vẫn có thể tiến vào. Trong Thanh Dương giới, có thể xem là chiến lực mạnh nhất. Có cường giả bán bộ huyền quan làm chỗ dựa, giành lấy một đài sen cũng sẽ không khiến nhiều người tỏ thái độ. Lần này có rất nhiều thế lực trước đó vẫn luôn ẩn mình công khai đứng ra tranh đoạt, hầu hết bọn họ đều đến từ các tông môn bên ngoài Đại Tần Đế Quốc. Quận Thanh Dương vốn là khu vực giáp biên giới, gần kề với rất nhiều quốc gia khác. Mỗi một lần phong ấn của tông phái viễn cổ được mở ra, hiển nhiên có được sức hấp dẫn của nó, bất kỳ ai nghe thấy cũng đều không muốn bỏ qua kỳ ngộ bực này. Tuy nhiên, các thế lực từ bên ngoài thường rất ít ra mặt, không dám thể hiện quá mức. Dù sao bọn họ cũng không phải người bản địa. Thoáng chốc, 18 đài sen đã bị chiếm hết 12, chỉ còn lại 6 cái. Một lúc sau, ba ông lão mặt dày đứng dậy, trên người bọn họ toát ra khí tức vô cùng khủng bố. Mấy lão già kia đúng là không biết xấu hổ. Đã trên 100 tuổi rồi mà vẫn còn tranh giành kỳ ngộ với người trẻ, không biết xấu hổ. Phút chốc, tiếng mắng chửi vang lên khắp nơi. Nhưng ba người kia đều là tán tu đã đạt đến cảnh giới bán bộ huyền quan, dù không thuộc bất kỳ thế lực nào, nhưng thực lực bản thân lại quá mức mạnh mẽ, mặc kệ người khác có mắng chửi thế nào, bọn họ từ từ nhắm hai mắt lại, xem như không nghe thấy gì. Lâm Nhất mỉm cười, xem ra người càng sống lâu thì da mặt càng dày, muốn đo cũng khó mà đo được. Nhìn tổng quát, 18 đài sen hoặc là cường giả bán bộ huyền quan chiếm cứ, hoặc là có cường giả bán bộ huyền quan tọa chấn. Không có thực lực bán bộ huyền quan, dù là tiên thiên thất khiếu thì cũng khó mà độc chiếm được. 18 đài sen nối liền với tế đàn chỉ còn lại 3 cái. Tiếng mắng dần dần ngưng lại, bầu không khí tại hiện trường bắt đầu trở nên khác lạ. Lúc này, ai cũng biết 15 đài sen kia sẽ không cách nào thay đổi, những người còn lại chỉ có thể tranh đoạt 3 đài sen mà thôi. Thế nhưng võ giả tiên thiên không đến 10.000 thì cũng 7-8.000 người. Tu vi thấp nhất là tiên thiên ngũ khiếu. Số lượng cường giả tiên thiên thất khiếu cũng không hề ít. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sắp tới đây sẽ có một trận chiến thảm khốc. Vậy thì để ta đứng ra mở màn cho vở kịch này vậy. Vèo. Mắt Lâm Nhất lóe sáng, chiến ý toàn thân hệt như liệt hỏa bùng cháy, bay vọt lên không. Khi mọi người còn đang giằng co, bầu không khí dần yên lặng, hắn vác hộp đựng kiếm trên vai, tựa như một thanh kiếm sắc bén hạ xuống trên một đài sen. Là Lâm Nhất. Má nó. Tên tiểu tử này chỉ mới là tiên thiên tứ khiếu mà cũng dám đứng ra à? Không biết sống chết, ta thấy ngay cả cường giả tiên thiên thất khiếu còn không dám tùy tiện xông lên đó. Nghe đồn hắn ta có bảo khí. Bảo khí, ai biết thật hay giả, nhưng nói gì thì hắn cũng chỉ là võ giả tứ khiếu, dù có bảo khí trong tay cũng không phát huy được bao nhiêu tác dụng. Chương 349, không lùi còn tiến. Tiếng bàn tán xôn xao vang lên khắp bốn phía. Không ai ngờ người đầu tiên phát pháo cho trận tranh đoạt này lại là Lâm Nhất. Đài sen này là của ta, nếu ai không phục, có thể đứng ra. Lâm Nhất vững vàng hạ xuống đài sen, quét mắt nhìn quanh một lượt, trầm giọng quát. Tóc dài tung bay, gương mặt điển trai hoàn toàn đối lập với đám võ giả bốn phía đang nhìn chằm chằm vào hắn, trông cực kỳ non nớt. Thế nhưng những lời hắn nói lại không hề khiêm tốn, trái lại rất có khí phách. Hai đầu lông mày sắc nét, ánh mắt kiên định. Thẳng thắn đối diện với bất kỳ kẻ nào, trên khuôn mặt có phần trẻ trung không chút lo sợ. Rốt cuộc tên tiểu tử này cũng lộ diện. Hai mắt Mai Tử Họa tỏa sáng, thầm mừng rỡ. Lâm Nhất lại dám nhảy ra, quả thực muốn chết mà, nơi này cường giả như mây, dù là tông môn cấp bậc tam đại bá chủ như bọn họ cũng rất ít ra mặt, không dám phô trương.
Nhìn quanh bốn phía, võ giả tiên thiên lục khiếu nhiều vô số kể. Thậm chí có rất nhiều cường giả đã mở thất khiếu, bọn họ đều hướng mắt về phía hắn. Cũng có không ít tán tu thâm tàng bất lộ, tuy rằng tu vi không cao nhưng đã thân kinh bách chiến, giết người như ngóe. Nếu thật sự ra tay, e là có rất nhiều thủ đoạn. Nào có ai như hắn, chỉ là một tên tiên thiên tứ khiếu mà cùng dám lên tiếng thách thức. Chỗ dựa duy nhất chỉ có kích hoạt bảo khí. Tuy nhiên ở đây không chỉ có người của hai tông môn lớn, còn có hơn mấy ngàn người đang đỏ mắt nhìn, chỉ cần không cẩn thận một chút e là vạn kiếp bất phục. Đợi lát nữa tên tiểu tử này sẽ bị buộc kích hoạt bảo khí, đến lúc đó phiền trưởng lão chăm chú quan sát một chút, có cơ hội lập tức ra tay. Huyết đồ nhếch mép cười lạnh, nếu tên tiểu tử này đã cho bọn họ cơ hội thì tất nhiên không thể để vuốt mất được. Yên tâm, chỉ cần hắn phân tâm, lão phu sẽ khiến hắn sống không bằng chết. Hồng y trưởng lão của Huyết Vân Môn lạnh lùng nhìn về phía Lâm Nhất, trong mắt ông ta toàn là hận ý. Ông ta không thể quên được nỗi nhục lúc trước bị Lâm Nhất vơ vét tài sản. Nhất thời, cường giả công khai hoặc ngấm ngầm nhắm vào Lâm Nhất nhiều vô số kể, trước mắt đều là kẻ địch. Lâm Nhất đứng trên đài sen cứ như đứng trên một đống lửa đang cháy hừng hực, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Nhưng đây chính là do hắn chọn. Tư tưởng của Lâm Nhất rất thoáng, mỗi người đều tranh giành, nếu bản thân không tranh giành thì sao có thể lăn lộn được. Hắn một thân một kiếm, không nơi nương tựa, chỉ có thể dựa vào chính mình. Thay vì bị động tham gia, chẳng bằng làm vang dội một lần, nếu đợi đến đài sen cuối cùng mới ra tay, thử tưởng tượng xem lúc đó sẽ thảm thiết cỡ nào. Không cần nói cũng biết. Xung quanh vô cùng ầm ĩ, chúng võ giả không rời mắt khỏi Lâm Nhất, mỗi một cử động của hắn đều đưa đến địch ý. Tuy nhiên, nhất thời vẫn chưa có ai ra tay với hắn. Trước đó, sự tích vơ vét tài sản của hai đại tông môn đã được lan truyền rộng khắp, hơn thế nữa, Lâm Nhất có bảo khí, chuyện này càng khiến bọn họ kiêng kỵ. Nếu Lâm Nhất thật sự có bảo khí trong tay, bị ép đến đường cùng, chắc chắn hắn có thể giết ngược một người. Mấy lão già tiên thiên thất khiếu vốn đều là những kẻ đa mưu túc trí, sành sỏi tinh danh, sao bọn họ bằng lòng làm dê suốt đầu được chứ? Tên kiếm nô này, quả thật có chút bản lĩnh. Trên đài sen thứ ba, Vương Ninh cảm thấy không nói nên lời, thầm khó chịu. Không ngờ sau hơn nửa năm không gặp, đối phương đã đạt đến đẳng cấp như vậy, đứng giữa hàng vạn người mà vẫn có thể tạo thành lực uy hiếp. Tên khốn, còn nhận ra lão phu không? Nhưng bầu không khí rằng con này cũng không kéo dài quá lâu, đột nhiên, một âm thanh tràn đầy lửa giận vang lên. Một ông lão áo gai xông lên, mang theo sóng nhiệt cuồn cuộn. Là Vương lão. Linh nguyên thuộc tính hỏa quả nhiên đáng sợ, nghe đồn quanh năm Vương lão tu luyện tại núi Thiên Hỏa, tu vi của ông ta đã sớm đạt đến cảnh giới khủng bố. Tên tiểu tử này có thù với Vương lão à? Chậc chậc, kẻ thù nhiều thật, vậy cũng tốt, có Vương lão ra tay. Vừa khéo có thể dò xét thực lực của hắn. Lâm Nhất nhíu mày, nhanh chóng nhận ra người này. Đó chính là ông lão áo gai mà ngày đó đã bị hắn cướp đi dung nham chi tâm bát phẩm tại núi Thiên Hỏa, không ngờ hôm nay lại gặp mặt. Hắn cười lạnh đáp, đương nhiên là nhận ra, nhờ có dung nham chi tâm bát phẩm của ông, nếu không e là ta không cách nào luyện thành lôi viêm chiến thể. Nói vậy, chẳng phải ta còn thiếu ông đây một ân tình lớn sao? Dung nham chi tâm bát phẩm. Vương lão xưng bá nhiều năm ở núi Thiên Hỏa, vậy mà cũng thua thiệt trong tay tên tiểu tử kia. Giọng điệu chế giễu của Lâm Nhất tạo thành bạo động không nhỏ, tên thiếu niên này quả thật can đảm hơn người. Với thực lực của Vương lão, không ngờ lúc trước cũng bị hắn chơi xỏ. Mà khi đó, hẳn là hắn chưa có bảo khí gì cả. Đồ đáng chết, hôm nay ta sẽ làm thịt ngươi. Nghe thấy Lâm Nhất chào phúng mình trước mặt hàng vạn người, sắc mặt ông lão áo gai lập tức đỏ bừng. Trong cơn thịnh nộ, ông ta đã trực tiếp ra tay. Cuồng Long Trưởng. Ông lão áo gai tựa như một con rồng hung tợn, trên người ông ta toát ra long uy, phối hợp với tu vi tiên thiên thất khiếu thâm hậu. Một trưởng hung hăng hướng về phía Lâm Nhất, nện thẳng xuống. Trưởng còn chưa đến, khí thế khủng bố tựa như Thái Sơn đã ập đến. Cuồng Long Trưởng mang theo khí thế khủng bố, dù là các cao thủ có mặt tại đây thì trong mắt cũng lóe lên vài phần kiêng kỵ. Đến rồi ư? Ánh mắt Lâm Nhất vô cùng bình tĩnh, chiến ý trong lòng đang liên tục sôi trào, Tử Diên kiếm quyết điên cuồng khởi động. Trước đó, một trường này từng khiến hắn hoảng sợ, thầm than mình suối quẩy. Và cũng chính nó đã buộc hắn nhảy xuống miệng núi lửa, chật vật chạy trốn, không dám hiện thân. Hôm nay, ông ta lại lập lại chiêu cũ, muốn ép hắn đi vào khuôn khổ có thể ư.
Chắc chắn là không thể. Thân như tử ngọc, hào quang chói mắt, mắt đỏ như máu, có khói lửa vần quanh, không cách nào tiêu tán. Lôi viêm chiến thể hoàn mỹ lập tức được kích hoạt, cả người Lâm Nhất chấn động, ngay lúc này, hộp đựng kiếm sau lưng cũng rơi trên đài sen. Thoáng chốc, thánh uy cuồng bạo bộc phát từ trên người hắn, lôi viêm chiến thể hoàn mỹ mang đến áp lực thuần túy, đánh gãy thế công khủng bố của Vương lão. Sau khi phá vỡ thế công của ông ta, trong mắt Lâm Nhất lóe lên tia sáng lạnh, bước lên một bước. Phong tòng long, vân tòng hổ, phong vân hội tụ, long hổ sinh uy. Vừa phóng ra một bước này, khí thế trên người Lâm Nhất đột nhiên tăng vọt gấp 10 lần, khiến cho cuồng phong thổi đầy trời. Lão tiên sinh, nhận ân tình của ngài, cũng xin hãy tiếp của Lâm Nhất này một quyền. Trái với dự liệu của mọi người, Lâm Nhất chẳng những không lùi mà còn tiến, lấy công làm thủ. Chương 350, hỏi kiếm trong tay ta. Tiên thiên thất khiếu mạnh mẽ giáng một đòn. Khí thế tự cuồng long giống giận của ông lão áo gai quả thực khủng bố, khiến lòng người kinh sợ. Linh nguyên thuộc tính hỏa trên người điên cuồng bạo phát mang đến cảm giác chẳng khác nào một ngọn núi lửa đang giận dữ phun trào. Nhưng Lâm Nhất chẳng hề quan tâm, lẳng lặng thi triển đấu pháp chấn vỡ khí cơ của đối phương. Với cách thức cuồng bạo hơn, độc ác hơn, như tên đã lên dây, hung hăng lao lên nghênh chiến. Hai bóng người càng lúc càng áp sát trên không trung, một bên toàn thân nóng rực, như núi lửa bùng nổ, ẩn hiện oai phong của loài rồng. Còn bên kia, y phục phần phật. Tóc dài tung bay, toàn thân như tử ngọc, tỏa ra ánh quang lóng lánh, trong sáng thấu triệt. Xoàn xoạt xoàn xoạt. Trên không trung, khí thế hai bên không ngừng khuấy đảo, không ngừng va chạm, tóe ra âm thanh vang giòn. Khí thế của Lâm Nhất, thế mà không phải đồ thùng rỗng kêu to, thậm chí còn có phần mạnh hơn một chút. Thật không thể tưởng tượng, quan sát mỗi bước chân của hắn đều có thể thấy khí thế trên người tựa như bão táp không ngừng nghỉ, giống như cường giả sắp tiếp cận cảnh giới bán bộ huyền quan vậy. Đã bắt đầu nghiền nát khí thế của Vương lão rồi kìa. Sao lại thấy hao hao với long hổ quyền của Hỗn Nguyên môn thế nhỉ? Long hổ sinh uy. Trong ánh mắt kinh ngạc xen lẫn ngờ vực của mọi người, long hổ sinh uy vần quanh một thân lôi viêm chiến thể của Lâm Nhất đang điên cuồng nghiền nát khí thế của Vương lão. Thời điểm hai cú đấm va chạm nhau nảy lửa, toàn bộ khí thế của Vương lão đã tụt xuống mức thấp nhất. Tiếng nổ rung trời, sóng nhiệt rừng rực như dòng dung nham nóng chảy không ngừng ầm ầm phun trào. Lâm Nhất bị phản lực cực mạnh hất ngược trở về, quỳ một gối xuống đất, một lần nữa rơi xuống đài sen. Khóe miệng rỉ ra vết máu nhàn nhạt, trong nháy mắt ngẩng đầu lên, mái tóc dài rủ xuống gương mặt tuấn tú, lộ ra ý cười. Sạt sạt sạt, ông lão áo gai rơi xuống đất, lui về phía sau như điên, đến khi ông ta đứng vững, từ cổ họng đột nhiên phun ra một vũng máu tươi. Trong thế trận trực diện, với ưu thế sở hữu lôi viêm chiến thể, đương nhiên ông lão áo gai phải chịu thiệt thòi lớn. Tiên thiên thất khiếu. Ánh mắt Lâm Nhất lộ vẻ mỉa mai, thật ra tiên thiên thất khiếu cũng không đáng sợ lắm đâu. Mức độ khủng bố của lôi viêm chiến thể so với tưởng tượng của hắn còn mạnh hơn nhiều. Rào rào rào. Lâm Nhất vặn vẹo xương chân và toàn thân, nhất thời cơ thể vang lên tiếng rào rào không khác gì khi giang đậu. Ngọc quang tử sắc trên người càng phát ra đậm nét hơn, khiến người xem thất kinh hồn vía. Thịch. Lâm Nhất rộng mạnh cú đấm xuống đất khởi động phản công. Đất bằng dậy sóng rung trời. Hồi phục nhanh vậy sao? Trong mắt ông lão áo gai hiện lên vẻ hoảng hốt, hoàn toàn không ngờ Lâm Nhất ăn một chưởng của ông ta xong lại có thể hồi sức nhanh như vậy, lập tức phản đòn. Vừa rồi Lâm Nhất khởi động cú đấm kia, trong đó bao hàm cả kiếm kình vẫn chưa hoàn toàn tiêu hao khỏi cơ thể hắn. Ta không tin ngươi vẫn có thể cầm cự khỏi cái chết. Đôi mắt ông lão áo gai lóe lên tia hung ác, ông ta khẽ cắn môi, gắng gượng tiếp tục vọt lên. Công pháp mà hai người tu luyện đều ẩn chứa linh nguyên thuộc tính hỏa cuồng bạo, đều mang tính nóng nảy. Giữa không trung, hai người vừa va chạm lập tức bùng nổ vang rền. Binh binh bốp bốp. Chỉ trong nháy mắt, hai người đã đánh ra hơi 10 quyền, quyền nào cũng móp thịt ra, phát ra âm thanh như sấm động, không đánh cho đối phương tan nát chân nguyên thể không cam lòng. Nhưng dần dần mọi người đều ngẫm ra được một sự thú vị không tầm thường. Khi hai người quấn vào nhau giao đấu trên không trung, Lâm Nhất còn có thể di chuyển cực nhanh, không ngừng biến ảo phương vị. Trong lúc quyền cước tấn công qua lại, nhu kình sinh ra, khiến cơ thể Lâm Nhất nhẹ nhàng như chim én. Quyền cước không ngừng tung ra vây khốn ông lão áo gai. Thoạt nhìn hai người trực diện công kích không hề có dư lực, chính là mạnh đối mạnh, nhưng thực tế hoàn toàn là Lâm Nhất áp đảo ông lão áo gai,
chiếm thế thượng phong. Cương Nhu tỉnh tề. Tên tiểu tử này rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào mà có thể nắm bắt kỹ xảo khó lĩnh ngộ nhất của thứ quyền pháp mạnh mẽ này. Nhìn hắn thuần thục như vậy, e rằng không chỉ một sớm một chiều. Đúng là quái vật mà, phen này vương lão chịu thiệt quá còn gì, tiếc cho một thân thực lực hoàn toàn không thể phát huy được chút nào. Đầu tiên là lôi viêm chiến thể hoàn hảo, tiếp theo là long hổ quyền, bây giờ ngay cả tuyệt học bí truyền cương nhu tỉnh tề cũng thi triển nốt. Lâm Nhất ra hết con át chủ bài này đến con át chủ bài khác, khiến mọi người có chút choáng ngợp. Trong lúc giao đấu quyết liệt, ông lão áo gai đột nhiên hộc máu tươi, kiếm kình tích lũy trong cơ thể cũng không thể nào trấn áp nổi. Hai mắt Lâm Nhất chợt lóe sáng, nắm lấy cơ hội, một quyền nhanh như chớp phóng ra trúng ngực đối phương. Ngươi cũng đừng mong thắng dễ dàng vậy, Cuồng Long Toản. Dù sao cũng là cao thủ tiên thiên thất khiếu, trước khi trọng thương vẫn có thể gắng gượng tung sát chiêu đánh trúng Lâm Nhất. Oanh! Quyền pháp như cơn lốc nhọn hoắt xoay tròn đâm thẳng vào ngực Lâm Nhất, ngọc quang tử sắc trên người anh lóe lên. Hộc hộc! Hai thân ảnh đồng thời bật ra hai hướng, Lâm Nhất rơi xuống đài sen. Ngọc quang tử sắc trên người tựa như vô vàn điểm sáng điên cuồng tiêu tán. Chết tiệt! Trong lòng chửi thầm một tiếng, đòn cuối cùng của ông lão áo gai đã đánh tan lôi viêm chiến thể của hắn. Lôi viêm chiến thể bị phá rồi. Xoạt xoạt xoạt! Trong nháy mắt, khá nhiều cao thủ tiên thiên lòng đầy ghen tức căn bản như chút được gánh nặng, nhao nhao như thủy triều ào lên giết chết hắn. Thế giới này tàn nhẫn như thế đấy, nếu ngươi để lộ nhược điểm, đám đầu trâu mặt ngựa vẫn luôn hao háu như hổ đói rình mồi sẽ lập tức xuất hiện. Xem ra chẳng cần lão phu ra tay nữa. Ông lão hồng y của Huyết Vân Môn nhìn làn sóng người đang lao về phía Lâm Nhất có rất nhiều tán tu thì cười gằn. Lôi viêm chiến thể là chỗ dựa lớn nhất của Lâm Nhất, không có thân thể mạnh mẽ đó. Ngay cả một trưởng của ông lão áo gai chưa chắc hắn đã đỡ nổi. Hôm nay chiến thể bị đánh tan, đối mặt với sự tấn công ầm ầm như sóng dữ ấy, chắc chắn hắn phải chết. Chương 351, muốn giết ta, không dễ như vậy đâu. Bây giờ, người còn không có cả thời gian sử dụng bảo khí nữa rồi, vẻ mặt của Huyết Đồ lạnh lẽo, hắn ta lạnh lùng cười. Đám tán tu đang đỏ mắt này giống như rắn độc, nhìn chằm chằm Lâm Nhất. Chỉ đợi hắn lộ ra sơ hở. Họ liền xông tới, người bình thường không phản ứng kịp, huống chi còn là Lâm Nhất vừa bị lão giả áo tang tấn công bị thương. Vù! Đúng lúc đó, giữa thiên địa vang lên một âm thanh của kiếm, thanh thúy như tiếng chuông gió, điếc tai như tiếng sấm rền, một khi đã vang lên là không thể cứu vãn. Đệ tử của Lăng Tiêu Kiếm các lần lượt liếc qua rồi cùng nhìn về một phía. Ngay cả Bạch Lê Hiên đang nhắm mắt dưỡng thần cũng từ từ mở mắt, ánh mắt sắc bén như kiếm quang. Trầm ngâm nói, trong quận Thanh Dương mà cũng có người nắm được kiếm ý sao? Bùm! Mười mấy tên tán tu bay về phía hắn ta bị kiếm thế nổ tung đánh cho bay lên. Khi tất cả mọi người còn đang ngạc nhiên, tán tu ùn ùn xông về phía Lâm Nhất, đồng loạt phát ra tiếng hét kinh khủng. Từng cú chém đều mang theo kiếm quang màu tím, ngang trời xuất thể, xuyên thủng cơ thể của từng võ giả tiên thiên. Ánh mắt nhìn xuyên qua đám đông nổ tung kia, trên đài sen, một thiếu niên tóc dài tung bay. Khuôn mặt thanh tú, tràn ngập sát khí đang đứng, trong nháy mắt, từng ánh kiếm mang, bắn ra từ đầu ngón tay. Ngưng khí thành mũi nhọn, đã thương người chỉ trong giây phút. Muốn giết ta, không dễ như vậy đâu. Sắc mặt Lâm Nhất lạnh lùng, ánh mắt lạnh lẽo, hộp đựng kiếm bắn ra. Khi mở ra, hắn chắc lấy Táng Hoa kiếm, thuận thế rút ra. Lôi âm kiếm pháp, phong khiếu như lôi, kiếm quang trong tay chém xuống không thương tiếc, trong nháy mắt, máu tươi bắn ra. Kiếm vung đẹp như tranh vẽ. Tán tu bị thần kiếm chém thương không kịp lui về, liên tục ngã xuống trong chiêu kiếm phong khiếu như lôi. Xoạt xoạt xoạt, máu tươi chảy đầm đìa, tứ chi đứt lìa giống như tuyết bay, bay xuống chi chít. Những người phía sau sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, hoang mang lo sợ, nhao nhao lui về sau. Sau khi đáp đất, vẻ mặt họ vô cùng kinh hãi rồi hít sâu một hơi. Chỉ với một lần đối mặt này, xung quanh đài sen mà Lâm Nhất đang đứng, máu chảy thành sông, hơn 20 thi thể cụt chân tay nằm rải rác. Tất cả đều trở nên im lặng, ai cũng không nghĩ rằng, Lâm Nhất. Sức mạnh thật sự lại kinh người như vậy. Thiên quân vạn mã độc mộc, nhất tướng công thành vạn cốt khô, sao vì một tướng vinh danh thì có vạn xương khô vì loạn lạc. Từng hài cốt dưới chân hắn biểu thị thịnh thế hoàng kim năm đó, tuyệt kỹ tung hoành thiên hạ của Tử Diên kiếm thánh lại một lần nữa xuất hiện, thể hiện sự đáng sợ và kinh khủng của nó. Đạn chỉ thần kiếm kết hợp với Tử Diên kiếm quyết, hiện tại là Lâm Nhất thể hiện ra sức sát thương kinh khủng nhất.
Nếu như không thể đánh hắn xuống đài sen thì cũng chỉ có thể chấp nhận số phận. Vẻ mặt của Lâm Nhất lạnh lùng, ném thanh kiếm trong tay ra ngoài. Xoạt! Táng hoa kiếm cắm vào những thi thể máu chảy thành sông, kêu lên ong ong. Ánh mắt của Lâm Nhất lạnh lùng, thâm trầm nói, còn ai không phục thì có thể hỏi kiếm trong tay Lâm Mỗ. Mọi người lại im lặng giả chết, giọng nói không lớn của Lâm Nhất truyền ra khắp nơi, hồi lâu cũng không có ai đáp lại. Phải nói rằng, sức mạnh mà Lâm Nhất thể hiện ra đã khiến hầu hết mọi người tôn trọng hắn. Dù là yêu nghiệt như Bạch Lê Hiên hoặc là cường giả như Bán Bộ Huyền Quan, không còn ai dám khẳng định mình có thể thắng Lâm Nhất dễ dàng. Quận Thanh Dương này thật đúng là rác rưởi, vậy mà không một ai dám đứng ra, đến một tên kiếm nô nhỏ bé như này cũng khiến các người sợ mất mật. Đúng lúc đó, một âm thanh the thé đột nhiên vang lên, người nghe chắc chắn sẽ rất khó chịu. Theo giọng nói đó, ánh mắt của các cường giả xung quanh đều rơi vào Vương Ninh trên đài sen. Sau khi nhìn rõ người vừa nói, một đám cường giả của quận Thanh Dương chỉ có thể kìm nén cơn tức trong lòng. Vương Ninh cười ngạo nghễ, cực kỳ hưởng thụ cảm giác được mọi người chú ý, rồi hắn ta nhìn về phía Lâm Nhất nói, tên kiếm nô kia, ngươi còn nhận ra vị sư huynh này không? Sư huynh? Lâm Nhất vậy mà lại là sư đệ của Vương Ninh, chuyện này. Đột nhiên, tiếng xôn xao vang lên. Đám đông suy nghĩ nát óc cũng không thể nào ngờ được Lâm Nhất và Vương Ninh lại có mối quan hệ này. Thế nhưng nhìn tình hình, dường như hai người không hòa thuận lắm, Vương Ninh thậm chí còn gọi Lâm Nhất là kiếm nô. Chẳng lẽ thiếu niên trước mặt, thật sự là kiếm nô sao? Quả nhiên, cuối cùng Vương Ninh cũng nhảy ra. Làm tốt lắm. Hôm nay không giết được ngươi thì ta cũng phải tát mạnh vào cái mặt chó đó. Lâm Nhất ra vẻ uể oải, cười nói, ngươi là ai thế? Bại tướng dưới tay ta nhiều như vậy, thật sự không nhớ nổi các hạ đâu. Ngươi nói quận Thanh Dương đều là rác rưởi, nhưng mà tại sao ta lại thấy tên phế vật như ngươi cũng có thể ngồi trên đài sen này, vậy chẳng phải là không cả bằng rác rưởi sao? Vẻ chế nhạo của đối phương khiến nụ cười trên mặt Vương Ninh đông cứng. Đúng là vẫn như trước, miệng lưỡi sắc bén, ta nên dùng một kiếm giết chết ngươi ở Thanh Vân Môn mới phải. Vẻ mặt của Vương Ninh lạnh lùng, hắn ta nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi nói như thể mình có thể thắng được ta ở Thanh Vân Môn ấy nhỉ? Nếu như ngươi có gan, thì có thể giết ta luôn bây giờ mà. Lâm Nhất nhìn đối phương với vẻ trêu ngươi, trong mắt tràn đầy vẻ châm chọc. Vương Ninh bị nhìn nên có chút chột dạ, hắn ta thấy hài cốt đẫm máu xung quanh đài sen. Cuối cùng liền nuốt những lời định nói vào trong. Phế vật! Lâm Nhất thu lại nụ cười trên khuôn mặt, hai chữ phế vật, lạnh lùng nói ra. Ngươi, Vương Ninh trào dâng cơn tức trong lòng, không thể chịu được liền đứng dậy. Khi hắn ta chuẩn bị đứng lên, một cánh tay từ phía sau nhẹ nhàng vỗ bả vai hắn ta. Cao thủ Bán Bộ Huyền Quan của Vương gia, Vương Đỗ tiến lên trước, lạnh lùng cười, tiểu bối, ngươi coi uy danh của Vương gia là thứ ngươi có thể tùy tiện xúc phạm sao? Ông ta đứng ở đằng trước, ở khoảng cách rất xa vẫn khiến người khác cảm thấy áp lực nặng nề. Ánh mắt xung quanh đều chăm chú vào Vương Đỗ. Ai cũng cảm thấy ngạc nhiên. Dù sao thì cũng là tộc lão của Vương gia, thực lực mạnh mẽ như thế, làm sao đám tán tu trước đó có thể sánh bằng. Vừa rồi Lâm Nhất tàn nhẫn châm chọc Vương Ninh khiến mấy người chung quanh cảm thấy vui vẻ hơn nhiều, nhưng người hắn đắc tội lại là Vương gia trong tứ tông tứ tộc. Vẻ đùa cợt và đăm chiêu trong ánh mắt của Lâm Nhất đều phải thu lại, đôi mắt trong veo kia chỉ còn lại vẻ quật cường và bướng bỉnh. Uy danh của Vương gia không thể bị bôi nhọ. Vậy Lâm Nhất hắn cũng không thể bị người khác bắt nạt. Chương 352, kiếm gãy. Cường giả Vương gia vừa xuất hiện, xung quanh lập tức yên tĩnh. Vương Đỗ Bán Bộ Huyền Quan, những cường giả khác của Vương gia, tất cả đều là những tinh anh thất khiếu và bát khiếu. Hơn nữa, về tài nguyên của Vương gia, dù có là tam đại tông môn bá chủ cộng lại, cũng không thể so với số lẻ của bọn họ. Cùng một cảnh giới, nhưng tài nguyên tích lũy khác nhau, công pháp võ kỹ khác nhau. Thực lực có thể nói là một trời một vực. Đều là Bán Bộ Huyền Quan, nhưng trưởng lão của Huyết Vân Môn và Kim Diệm Tông, nếu so sánh với Vương Đỗ, cũng có thể cảm nhận được sự khác biệt vô cùng rõ ràng. Khí thế trên người Vương Đỗ tỏa ra cao như thế núi, trầm ổn vững chắc, mang đến cho người khác cảm giác thâm sâu không lường trước được, một cảm giác như sông nước cuồn cuộn. Chỉ cần ép nhẹ một cái, thì uy danh kia sẽ khiến người khác không cả thở nổi. Đáng ghét! Trên đài sen thứ bảy, Minh Diệp khẽ cắn môi, vẻ mặt do dự. Dường như hắn ta muốn ra tay trợ giúp, nhưng lại sợ đắc tội với Vương gia. Cuối cùng hắn ta hạ quyết tâm.
Khi chuẩn bị đứng dậy, trưởng lão áo xám bên cạnh liền ấn hắn ta ngồi xuống, không thể lỗ mãng. Một đệ tử Lăng Tiêu kiếm các ở đài sen gần đó, hỏi, sư huynh, người này lĩnh ngộ được kiếm ý sao? Nếu như là thật thì đúng là nhân tài, chưa chắc không cứu được đâu. Ở đây đều là người luyện kiếm, tất nhiên có thiện cảm với Lâm Nhất. Với sức mạnh của Lăng Tiêu kiếm các, nếu như muốn cứu thì chắc chắn sẽ cứu được. Chỉ cần Bạch Lê Hiên, gật đầu đồng ý. Nếu như hắn lĩnh ngộ được kiếm ý thì nhân tài bậc này, Lăng Tiêu kiếm các ta chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu. Nhưng đáng tiếc, chỉ là bán bộ kiếm ý mà thôi, tuổi tác tuy không lớn, nhưng lại rất liều lĩnh. Vẻ mặt của Bạch Lê Hiên bày ra vẻ lãnh đạm, nói, loại người này không phải yêu nghiệt thật sự, mà là hạng người kiêu căng ngu dốt, thế thì có ích gì chứ? Chỉ cần không cẩn thận, thì sẽ thất bại giữa đường, chẳng qua là lãng phí tài nguyên mà thôi. Lời nói của hắn ta tràn đầy sự khinh thường, coi những gì Lâm Nhất làm đều là ngu dốt và liều lĩnh, vô cùng khinh thường. Nhưng thật ra, Bạch Lê Hiên cao cao tại thượng, có địa vị cao quý, được mọi người tôn sùng trong Lăng Tiêu kiếm các. Muốn tài nguyên có tài nguyên, muốn chỗ dựa có chỗ dựa, được nhiều người ủng hộ, nếu như dám không theo, sao có thể hiểu được nỗi khổ của nhân vật thấp cổ bé họng. Không liều lĩnh chiến đấu, không tranh giành, không liều mạng thì làm gì còn có chỗ được nổi bật. Hôm nay Lâm Nhất chắc chắn sẽ không lui xuống, đừng ai nghĩ có thể đuổi hắn xuống đài sen này được. Vương Ninh lạnh lùng cười nói, Lâm Nhất, hôm nay nếu như ngươi xin tha, giúp sư huynh bảo dưỡng thanh kiếm trong tay thì vương gia cũng sẽ không làm khó, hôm nay sẽ để ngươi tiếp tục chiếm được đài sen này. Vừa nói, hắn ta vừa ném ra một thanh kiếm, nó rơi xuống trước mặt Lâm Nhất. Thanh kiếm lắc lư rồi rơi xuống mặt đất. Lâm Nhất nhìn thấy cảnh này, không khỏi nhớ đến đủ chuyện ở Thanh Vân Môn, hắn thoáng sững sờ. Nhất thời, khuôn mặt của Lâm Nhất không chút biểu cảm. Hắn đưa tay ra, hút thanh kiếm trên đất vào lòng bàn tay. Thanh kiếm dài nửa tấc, ánh sáng lạnh lẽo, mặc dù chỉ là huyền khí trung phẩm, nhưng chất lượng tuyệt vời, so với huyền khí thượng phẩm thì chỉ hơn chứ không kém. Tên Lâm Nhất này, ta còn tưởng hắn là một nam tử hắn, không ngờ lại chịu khuất phục sớm như vậy. Có khác gì tên ăn mày đâu, ném cho khúc xương là nhặt ngay. Thế mà hắn vừa mới chửi Vương Ninh đến thậm tệ như vậy nhé. Những lời nói khinh bỉ truyền đến từ xung quanh, nhìn vẻ mặt của Lâm Nhất, có vẻ hơi chán ghét. Vương Ninh không ngừng cười mỉa, quả nhiên kiếm nô vẫn chỉ là tên kiếm nô ban đầu thôi. Ngươi nghĩ rằng ngươi cầu xin ta tha thứ thì ta sẽ tha cho ngươi thật sao? Trong chốc lát, trong lòng Vương Ninh vô cùng vui mừng, hắn ta cười nói, Lâm Nhất, còn không mau bảo dưỡng kiếm cho ta. Cho cả mọi người thấy phong thái ngươi làm kiếm nô ở Thanh Vân lúc trước. Sư huynh nhớ rõ lắm, kỹ thuật dưỡng kiếm của ngươi rất tuyệt. Nhưng hắn ta chưa nói xong đã thấy Lâm Nhất rút kiếm ra. Rút kiếm ra khỏi bao, nhẹ nhàng chém một nhát, ánh sáng lung linh tỏa ra bốn phía, huyền binh trung phẩm đầy tiềm năng, đứt gãy ngay tại chỗ. Xoạt xoạt xoạt, những mảnh kiếm gãy và cả mũi kiếm sắc nhọn, cắm trên mặt đất. Lâm Nhất cầm đuôi kiếm trần trụi, khuôn mặt thanh tú, nhoẻn miệng cười, ra vẻ vô tội nói, quả nhiên là phế vật, kiếm tùy thân cũng là thứ vô dụng, hiện giờ sư đệ rất khó xử, hay là, người đổi kiếm để ta thử một chút. Nụ cười của hắn trông rất vô tội. Nhưng lời nói thì lại rất chói tai, như muốn tát vào mặt Vương Ninh. Thu quang kiếm của ta. Vương Ninh vừa rồi vẫn còn cười to thì giờ vẻ mặt lập tức trở nên khó coi. Đây là huyền khí đỉnh cấp trung phẩm, được chú kiếm sư đỉnh cấp của Vương gia đúc thành, thậm chí còn mạnh hơn cả huyền khí thượng phẩm thông thường. Nhưng Lâm Nhất lại chém gãy kiếm của hắn ta. Đám đông bỗng nhiên tỉnh ngộ, không khỏi nở nụ cười, bây giờ ai cũng nhìn ra. Lâm Nhất rõ ràng đang trêu đùa Vương Ninh. Và cũng không có ý định khuất phục chút nào. Ngu dốt ngang bướng, ta xem ngươi hôm nay còn muốn sống nữa không? Vương Đỗ thấy Lâm Nhất ngoan cố như vậy, liền hừ lạnh một tiếng, cả người phóng ra sát ý, kinh phong cuồng thiên đột nhiên nổi lên, càn quét khắp nơi. Sát ý lạnh thấu xương, giống như chính bản thể, mang theo gió lạnh rít gào, đâm vào mắt khiến người khác không mở được mắt. Chương 353, còn có ai nữa? Lão già, nếu ngươi muốn động thủ thì cứ đến đi. Để xem Lâm Nhất ta hôm nay có sợ ngươi không nào. Vẻ mặt của Lâm Nhất lãnh đạm, không hề khoan nhượng, không hề nhượng bộ. Nhiều lời, ta sẽ quất nát mặt ngươi. Vù vù vù, như thay hình đổi dạng, thân hình của Vương Đỗ xoẹt qua, giơ tay định tát vào mặt Lâm Nhất. Thân pháp xuất quỷ nhập thần, thêm cả tu vi đáng sợ, chỉ cần đưa tay lên là đã tạo thành một trận kinh hô.
Cái tát này nếu thật sự tát vào mặt mình thì Lâm Nhất sẽ bị đánh cho chảy máu mồm, tát cho rơi răng. Đánh hay lắm. Lâm Nhất sa sầm mặt, lật tay lại, lệnh bài ô quang xuất hiện trong lòng bàn tay, tử diên linh nguyên trong cơ thể lập tức dâng trào, toàn bộ đều rót vào lệnh bài. Đột nhiên, ô quang chói mắt, điên cuồng bùng nổ, kiếm thế khiến nhịp tim mọi người đập nhanh phát ra từ lệnh bài. Đây là thứ gì? Kiếm thế mạnh quá, bán bộ huyền quan cũng không quá đáng sợ đúng không? Không thể tưởng tượng nổi. Bụp, vạn tia sáng đen ngưng tụ lại, một bóng người màu xám mơ hồ, tràn ngập khí tức tang thương cổ xưa, trên lưng đeo hộp kiếm, ngưng tụ từ trong quầng sáng đen khiến mọi người đều kinh hãi nhìn sang. Đây là... Thân hình dũng mãnh của Vương Đỗ dừng lại, nhìn bóng người màu xám ở trên không, cảm thấy một tia kiêng kỵ không thể giải thích được. Vù vù vù. Khi ông ta còn đang nghi ngờ, bóng người màu xám đã nâng thanh kiếm trong tay chém mạnh xuống. Trong nháy mắt, ba đạo kiếm quang đáng sợ xuất hiện, vừa nhanh vừa mạnh chém xuống. Vẻ mặt của Vương Đỗ hoàn toàn thay đổi, ông ta vô cùng mạo hiểm tránh né hai lượt kiếm, trưởng cuối cùng lại nghênh đón. Bùm! Kiếm mang nổ tung, Vương Đỗ bị chấn động trực tiếp, rơi xuống chỗ võ giả Vương gia đang tụ tập. Đây là chấp niệm của đại năng viễn cổ. Tên Lâm Nhất này đúng là có bảo bối trong tay thật. Bóng người màu xám với sức mạnh đáng sợ như vậy, ba đợt kiếm bay đến phía Vương Đỗ khiến mọi người đều ngạc nhiên. Nhưng vẻ mặt của Lâm Nhất lại rất nghiêm túc, hắn không dám lơ là. Cường giả bán bộ huyền quan của Kim Diệm Tông kia bị thương chỉ với ba đợt kiếm, vậy mà Vương Đỗ này lại còn đủ sức chiến đấu, cũng không bị thương nặng lắm. Vương gia võ giả nghe lệnh, cùng xuất thủ. Bóng người màu xám nhấc kiếm lên, mang theo khí tức tang thương cổ xưa. Xông lên, Vương Đỗ hét to. Trong chớp mắt, rất nhiều cường giả của Vương gia đồng loạt ra tay, thi triển các sát chiêu khác nhau, đều xông về phía bóng người màu xám. Thế nhưng bóng người màu xám vẫn bước tiếp không dừng lại, vung kiếm lên. Xoẹt xoẹt xoẹt. Mỗi một kiếm xuất ra đều có một cường giả Vương gia bị trọng thương, các võ kỹ, sát chiêu khác nhau ở trước kiếm mang đều như đẽo gỗ mục, hoàn toàn không thể ngăn lại. Bóng người màu xám thể hiện sức mạnh vô địch, còn người xem thì ngạc nhiên, trợn mắt líu lưỡi. Một người một kiếm, đánh đâu thắng đó. Không lâu sau, rất nhiều cường giả Vương gia đều bị thương, ngã xuống đất rên rỉ. Thể loại ngang ngược này, không thể nào giải thích bằng lẽ thường được. Sao có thể như vậy chứ, Vương Ninh trước đó còn ngạo nghễ, bây giờ mặt mày xám như tro, rõ ràng hoàn toàn đần người rồi. Đúng lúc nguy cấp, Vương Đỗ xuất thủ mạnh mẽ, dựa vào sức mạnh của bản thân, cuối cùng cũng ngăn được bước tiến hung bạo của bóng người màu xám. Cơ hội đến rồi. Hồng Y trưởng lão của Huyết Y Môn thấy vậy, mắt sáng lên, chân dậm mạnh lên mặt đất. Lão cầm cây gậy màu máu trong tay, hung hăng chém về phía Lâm Nhất. Đối phương vừa động, Lâm Nhất đã cảm nhận được sát khí, quay người ngẩng đầu, trợn mắt nhìn sang. Hừ! Hai bên nhìn nhau trong chốc lát, Hồng Y trưởng lão trên không trung bị ánh mắt của Lâm Nhất làm cho sửng sốt. Lão nhớ bị chịu thiệt vì Lâm Nhất, động tác trong tay không khỏi chậm lại một chút. Cũng đúng lúc đó, bóng người màu xám giao thủ cùng Vương Đỗ thoát khỏi chiến cuộc, quay người lại, chém về phía Hồng Y trưởng lão, một kiếm này không hề lưu tình chút nào, lóe lên như kinh hồng. Lại giống như sấm vang chớp giật, xé rách chân trời, giáng xuống uy phong kiếm thế vô thượng. Ánh mắt của Hồng Y trưởng lão ánh lên một tia hoảng sợ, vội vàng lui về phía sau, lão chắc chắn không thể ngăn được kiếm này. Bịch! Thế nhưng đã quá muộn, kiếm mang rơi trên người lão, đánh lão bay xuống mặt đất. Máu tươi bắn tung tóe, cường giả bán bộ huyền quan bị ngã xuống đất này không gượng dậy được nữa, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Ánh mắt của Lâm Nhất quét qua, lạnh lùng nhìn xuống đám người Huyết Vân Môn. Chạy nhanh! Huyết Đồ bị dọa tái mặt, vội ôm lấy Hồng Y trưởng lão bị trọng thương, không thèm để ý đến đài sen, bay đi mất. Hắn ta thật sự rất sợ sát ý của Lâm Nhất nổi lên, rồi chém đầu hết đám người Huyết Vân Môn của mình. Chỉ với một ánh mắt, đã dọa bá chủ Huyết Vân Môn tại quận Thanh Dương chạy trối chết. Thậm chí còn từ bỏ cả việc chiếm giữ đài sen. Bóng người màu xám, đứng bên cạnh Lâm Nhất, trông mơ hồ không thể đoán trước được. Rất nhiều cường giả Vương gia thở hổn hển, vẻ mặt nhẹ nhõm hẳn, rõ ràng vừa rồi bị dọa sợ không nhẹ. Còn ai không phục không? Giọng nói bình tĩnh của Lâm Nhất lại vang lên lần nữa khắp quảng trường, không một ai dám nói nửa câu. Đỗ thúc! Vương Ninh tức giận nghiến răng nghiến lợi, không cam lòng nói. Đừng nói gì cả, ta bị thương không nhẹ,
nếu như ngươi còn động đến hắn, để hắn thấy khuyết điểm của ta, thì không ổn đâu. Vương Đỗ nhẹ giọng nói, ra hiệu cho cường giả Vương gia quay lại. Trong lòng Vương Ninh sợ hãi không thôi, mở to miệng, hoàn toàn không nói nên lời. Trong nháy mắt, toàn bộ Vương gia đều nhìn về phía Lâm Nhất, trong mắt đều là sự kiêng kỵ. Âm thanh hỏi có ai không phục vang vọng tứ phía, nhưng rất lâu cũng không ai trả lời. Vậy thì đài sen này, Lâm Mỗ từ chối thì đúng là bất kính rồi. Lâm Nhất vươn tay, thu hồi táng hoa kiếm, ngồi yên ổn xuống đài sen được bao quanh bởi đống thi thể. Chương 354, hút vào trong tế đàn thông thiên. Cùng lúc Lâm Nhất ngồi xuống, không còn ai dám có bất cứ ý định gì với hắn nữa. Hắn dùng hết các bản lĩnh và thủ đoạn để giữ vạn người kiên cường giết tới được bước này. Đến cuối cùng, thậm chí ngay cả vương gia của tứ tông tứ tộc trong Đại Tần Đế Quốc cũng ra tay với hắn. Hiện giờ ngay đến cường giả của vương gia cũng phải biết điều ngậm miệng lại, không còn ai dám có bất mãn gì. Xác định không còn ai còn ý định đánh hắn nữa, Lâm Nhất xòe lòng bàn tay ra, thân ảnh xám lạnh tràn ngập khí tức viễn cổ tang thương hóa thành một mạt ánh sáng lung linh chui vào trong lệnh bài ô quang. Ca sát. Khe nứt không nhìn rõ trên lệnh bài rõ ràng trở nên lớn hơn rất nhiều, dùng thêm một lần nữa là bỏ đi rồi. Loại bảo vật thế này mà chỉ có thể dùng một lần, không thể không nói là vô cùng đáng tiếc. Lâm Nhất thầm than trong lòng rồi cẩn thận cất đi. Tên tiểu tử này thật khiến người ta không thể tin nổi. Bảo khí của hắn lại là một miếng lệnh bài có chấp niệm vô cùng cổ đại, hình dáng của thân ảnh xám lạnh đó hình như là Tử Diên kiếm thánh. Nếu như đổi lại là bảo khí khác, với thực lực hiện tại của hắn hôm nay chắc chắn không thể chiếm được một đài sen. Đừng tiếc nữa, bảo khí cũng là do hai tay hắn đoạt được, cũng không phải tự dưng mà có bản lĩnh thì ngươi cũng có thể đi cướp lấy một miếng đi. Ha ha, các ngươi phát hiện ra chưa, người của Huyết Vân Môn bị dọa cho sợ bỏ chạy rồi, thế này có nghĩa là vẫn còn ba đài sen nữa. Đúng vậy, quận Thanh Dương rốt cuộc vẫn là cường giả vi tôn nên không có quá nhiều chỉ trích với việc Lâm Nhất chiếm được một đài sen. Rất nhanh đã chuyển sự chú ý sang ba đài sen còn lại. Chỉ có Vương Ninh là vẫn nhìn Lâm Nhất bằng ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc. Lâm Nhất của khoảng một năm trước trong mắt hắn ta chẳng qua chỉ là một đệ tử ưu tú rác rưởi của tông môn mà thôi. Bất luận là căn cốt hay tu vi đều không được coi có gì nổi bật. Nhưng lần gặp lại này, sự trưởng thành của đối phương lại đạt đến bước này, cho dù không có miếng bảo khí kia thì thực lực của Lâm Nhất e là vẫn chắc chắn cao hơn hắn ta một bậc. Điều chí mạng nhất là, cảm giác ánh mắt Lâm Nhất nhìn hắn ta luôn có một vẻ rét lạnh mơ hồ không hiểu. Không phải hắn đã biết ta bức chết Hồng Lão rồi chứ? Vương Ninh suy nghĩ có chút bất an, tình cảm giữa Lâm Nhất và Hồng Lão trong Thanh Vân Môn không cần phải nói quá nhiều. Nếu như không có Hồng Lão chăm sóc thì ban đầu thân làm một tên kiếm nô như Lâm Nhất còn thê thảm hơn gấp nhiều lần. Chắc không đâu, lúc đó trong kiếm các chỉ có ta và Đỗ Thúc mà thôi. Mặc kệ đi. Tên tiểu tử này nhất định không thể giữ lại. Mặc kệ hắn biết hay không, chỉ bằng việc hắn trước đây hết lần này đến lần khác trêu đùa ta thì ta đã có một vạn lý do để giết hắn rồi. Nghĩ như vậy, Vương Ninh ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Nhất, ánh mắt toát lên thần sắc âm lãnh. Nhưng vừa hay Lâm Nhất cũng nhìn về phía hắn ta, sát khí trong ánh mắt đó khiến hắn ta lần nữa cảm nhận được sự rét lạnh. Tạm giữ lại cái mạng cho ngươi, Lâm Nhất thu hồi tầm nhìn, trong lòng thầm nói. Chấp niệm của Tử Diên kiếm thánh không thể cứ xuất hiện mãi. Trận chiến cường độ cao sẽ chỉ khiến lệnh bài hư hỏng sớm mà thôi. Thực lực của Vương Đỗ kia vẫn quá cường hãn, lại ngăn chặn được tấn công của thân ảnh xám lạnh. Nếu không thì có thể quét ngang một đường, trực tiếp xử lý tên Vương Ninh rồi. Hướng ánh mắt nhìn lên trên, hắn dừng sự chú ý lại trên hai người Bạch Lê Hiên và Tư Tuyết Y. Hai người đó vẫn đang nhắm chặt hai mắt lại. Tựa như những thứ vừa xảy ra khi nãy hoàn toàn không lọt vào mắt của hai người. Đó là một loại kiêu ngạo từ trong ra ngoài. Lâm Nhất thu hồi tầm mắt, không nghĩ gì nữa, nhắm mắt vận chuyển Tử Diên kiếm quyết, khôi phục lại linh nguyên gần như đã cạn kiệt trong cơ thể. Trận chiến vừa nãy thập phần hung hiểm, phải nhanh chóng hồi phục lại thể lực mới được. Khoảnh khắc hắn nhắm mắt vào, trận đại chiến liền nổ ra, cảnh tượng chém giết thảm khốc tranh đoạt ba đài sen cuối cùng đã được mở màn. Ba đài sen, đài sau tranh cướp kịch liệt hơn đài trước, cho dù không mở mắt ra nhìn Lâm Nhất cũng có thể cảm nhận được từng trận sát ý ngập trời, còn cả những tiếng kêu thảm gào giống không ngừng vang lên nữa. Cuộc chiến ác liệt rằng co suốt trong hai tuần hương mới dần ổn định lại. 18 đài sen không một ngoại lệ đều là những thân ảnh cường giả tiên thiên ngồi lên.
cường giả của cả Thanh Dương giới dường như đều tụ tập tại đây. Bất cứ võ giả tiên thiên nào có thể chiếm cứ được đài sen đều có chỗ hơn người, khiến người khác không dám khinh thường. Xôn xao. Trước ánh mắt của vạn người, tế đàn thông thiên đó lại lần nữa bốc cháy lên. Trên bầu trời hạ xuống 18 cột ánh sáng, bao phủ lên người những võ giả trên đài sen. Khi ánh sáng hạ xuống cơ thể, Lâm Nhất cảm nhận được một cỗ nhiệt lưu ấm áp thẩm thấu vào mọi ngóc ngách trong cơ thể hắn. Hoàn mỹ từng chút một dung hợp với máu thịt, xương cốt, tế bào thậm chí cả hồn phách của hắn. Ngay sau đó, có lực lượng vô cùng vĩ đại quỷ thần khó lường trào ra từ tế đàn thông thiên. 18 người trên đài sen không kịp phản ứng đồng thời bị hút vào trong tế đàn. Oanh! Ngay trước mắt mọi người, 18 người trên đài sen bao gồm Bạch Lê Hiên, Tư Tuyết Y, Lâm Nhất và cả một số cường giả cảnh giới bán bộ huyền quan đều toàn bộ biến mất. Chứng kiến dị tượng cỡ này, võ giả tụ tập xung quanh bốn phía đều không khỏi lộ ra ánh mắt ngưỡng mộ. Có thể vào trong tế đàn, dưới cảm ngộ võ đạo đại năng của bậc tiền bối rất có thể sẽ luyện được một môn võ kỹ đến đại thành, thậm chí, đỉnh phong viên mãn cũng không phải không có khả năng. Lần trải nghiệm này về sau có thể giúp những người này thu được lợi ích suốt đời, kiến thức cũng được mở rộng ra rất nhiều. Điều quan trọng hơn là nếu như tiến bộ trong đó đủ nhanh thì tế đàn thông thiên còn sẽ ban cho bọn họ những truyền thừa võ học của tông môn viễn cổ. Võ học thời thịnh thế hoàng kim đó cho dù là võ kỹ tiên thiên cũng mạnh hơn rất nhiều so với thời bây giờ. Cho dù bản thân không dùng đến cũng có thể đổi lấy tiên thiên đan giá trên trời với tứ tông tứ tộc. Chương 355, cảm ngộ võ đạo. Đối với rất nhiều người mà nói, cảm ngộ võ đạo vẫn không đáng để bọn họ chém giết liều mạng như vậy. Thứ họ thật sự coi trọng đó là võ học truyền thừa của tông môn viễn cổ ban thưởng cho. So với cảm ngộ võ đạo không thể đong đếm được thì truyền thừa võ học người thật việc thật, phân lượng vẫn nặng hơn. Nhưng ai hơn ai kém cũng chỉ có những người ở bên trong đó mới tự mình biết mà thôi. Bị hút vào trong tế đàn thông thiên, Lâm Nhất cảm thấy choáng váng tạm thời, một lát sau cảnh tượng trước mắt mới đột nhiên thay đổi. Dưới chân là một đài sen, cả mảng không gian tối đen như mực, chỉ nhìn thấy một ngọn thánh hỏa đang cháy rực ở cách đó khá xa. Ngọn thánh hỏa đó tựa hồ như có thể chạm được vào, lại như cách xa cả một thế giới. Khái niệm không gian và thời gian bị méo mó, mang lại cho người ta cảm giác có hơi huyền diệu. Lâm Nhất nhìn nhìn, ngoài hắn ra trong mảng không gian này không có bất cứ ai khác. Xem ra, mỗi người đều rơi vào thế giới đơn độc khác nhau. Linh khí nơi đây khá dư thừa, trong đất trời tràn ngập dao động năng lượng huyền diệu, quả thực là thánh địa tu luyện. Đúng trong lúc Lâm Nhất đang quan sát bốn phía, ngọn thánh hỏa thiêu đốt kia đột nhiên phóng lên cao, giây tiếp theo liền ầm ầm nổ tung. Hóa thành mặt lửa đầy trời, thắp sáng màn đêm, diễn hóa thành một vùng tinh không mênh mông vô biên. Những mặt lửa bốc cháy đó giống như sao băng đầy trời, từ trên không trung rơi xuống. Ánh mắt Lâm Nhất lộ ra vẻ chấn động, một bầu trời đầy sao trong mắt hắn cứ như vậy mà đột nhiên xuất hiện. Những lưu quang này có lẽ chính là cảm ngộ võ đạo đại năng của tiền bối trong tông môn cổ xưa nhỉ. Nhìn chăm chú đốm lửa đang rơi trên bầu trời, Lâm Nhất trầm ngâm, mở mắt ra quan sát thật kỹ. Khi đang nhìn chăm chú vào một đốm lửa thì ngọn lửa trong mắt hắn không ngừng phóng đại, ngay sau đó liền trực tiếp biến hóa huyền ảo thành một phiến không gian mênh mông. Có thân ảnh lập lòe, đang thi triển các loại võ kỹ. Mỗi một mặt lửa đều là một mảnh nhỏ cảm ngộ võ đạo đại năng viễn cổ, ghi chép lại những hình ảnh ngộ đạo đại năng năm đó. Chỉ chốc lát liền có rất nhiều mặt lửa đập vào mi mắt Lâm Nhất. Vô số mảnh nhỏ ký ức dũng mãnh chui vào trong đầu óc hắn, thông tin phong phú mênh mông nháy mắt đã phủ đầy trong đầu óc. Đau quá! Lâm Nhất vội vàng nhắm mắt lại, sau khi quan sát cảm ngộ võ đạo của hơn 10 vị tiền bối đại năng, đầu óc hắn như sắp bùng nổ. Đột nhiên, Lâm Nhất như hiểu ra điều gì đó. Trên vòng trời cơn mưa đốm lửa không ngừng rơi xuống sẽ luôn có một khoảnh khắc dừng lại. Khảo nghiệm của tế đàn thông thiên năm đó có lẽ chính là để khảo nghiệm những đệ tử tinh anh này, vào lúc thánh hỏa đốt cháy hầu như không còn gì có thể tiêu hóa hấp thu được bao nhiêu mảnh nhỏ ký ức, hấp thụ được càng nhiều, đương nhiên ngộ tính càng cao, càng xứng đáng để bồi dưỡng. Bừng tỉnh lại, Lâm Nhất vội vàng hấp thu những cảm ngộ võ đạo trong lúc tu luyện của các bậc tiền bối trong đầu đó. Mỗi một cảnh tượng tu luyện của một vị đại năng đều vô cùng phức tạp, bắt buộc phải lĩnh hội được chân ý trong đó mới coi như là chân chính tiêu hóa hấp thu, mảnh ký ức phức tạp vẫn cứ tràn đầy trong đầu, khiến hắn không thể tiếp tục quan sát những mặt lửa đầy trời này nữa. Đây là quyền pháp, có ý tứ, lấy nhu thắng cương, lấy thủy đánh sơn,
một giọt nước lại có thể diễn hóa ra được quyền mang đáng sợ như vậy. Đây là phong chi ảo diệu, đao pháp mà cũng có thể phóng khoáng như vậy, quả thực không thể tin nổi. Thân pháp này là phong hành cửu thiên hay là như vân tại thiên, thật không dễ phân biệt. Hàng loạt những cảm ngộ võ đạo khó lý giải, khó bề tưởng tượng, Lâm Nhất lại hấp thu như nắng hạn chờ mưa rào. Khi rất nhiều người còn đang vùi đầu nát óc suy nghĩ thì trên mặt hắn lại toát lên nụ cười vô cùng hưng phấn. Một lúc lâu sau, Lâm Nhất mở hai mắt ra, quan sát bốn phía, quả nhiên đúng như hắn dự đoán. Bầu trời rõ ràng đã tối đen đi rất nhiều, mặt lửa đầy trời đã bớt đi 1/3 rồi. Cố gắng thêm chút nữa, nếu chỉ so về ngộ tính thì ta chưa hẳn đã thua Bạch Lê Hiên và Tư Tuyết Y. Ánh mắt Lâm Nhất toát lên sự tự tin, tràn ngập mong chờ. Nhất thời, vô số mặt lửa lại chiếu rọi vào mắt hắn, sau đó không ngừng lan rộng ra, diễn hóa thành một thế giới, cuối cùng hóa thành những mảnh nhỏ ký ức đại năng cổ xưa, xông vào trong đại não. Một điểm, hai điểm, ba điểm, 20 điểm. Lần này, Lâm Nhất đã phá lệ hấp thu được 20 điểm đốm lửa, nhiều hơn hẳn một nửa so với lần hấp thu trước. Cường độ linh hồn gia tăng rồi. Lâm Nhất có chút đăm chiêu, xem ra tế đàn thông thiên này thật sự diệu dụng vô cùng. Không nghĩ nhiều nữa, hắn lần nữa nhắm mắt lại, tiếp tục hấp thu tiêu hóa cảm ngộ võ đạo trong những mảng ký ức này. Đối với người thường mà nói thì nội dung có chút khô khan, nhưng với Lâm Nhất thì lại khá thú vị. Sâu trong nội tâm của hắn cảm nhận được sự nhảy nhót và vui mừng chân thật, không hề cảm thấy phiền hà khó chịu chút nào. Giống như miếng bọt biển vậy, điên cuồng hấp thu cảm ngộ võ đạo đại năng viễn cổ. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, Lâm Nhất trước sau tổng cộng mở mắt ra 3 lần. Khi đến lần mở mắt thứ 4, vòm trời đã hoàn toàn tối đen, trên màn trời đêm không còn bất cứ mạt lửa nào nữa. Ngọn thánh hỏa nhìn như xa như gần đó lại lần nữa xuất hiện từ đầu. Siêu siêu. Trong lúc Lâm Nhất có chút ngờ vực, không biết bước tiếp theo phải làm gì, thì trên đạo đài xuất hiện từng miếng ngọc giản trống rỗng đang trôi nổi bồng bềnh. Chương 356, 6 sao. Người tham gia khảo thí, hãy viết cảm ngộ võ đạo trước đó lên ngọc giản. Viết được càng nhiều thì lượt khảo thí này sẽ có thành tích càng cao. Trong đầu hắn đột nhiên vang lên một giọng nói. Lâm Nhất giật mình nhìn xung quanh, cảm thấy vô cùng kỳ quái. Nơi này còn có người tồn tại ư? Người tham gia khảo thí, không cần tìm ta. Ta là khí linh của tế đàn thông thiên, ta chống đỡ mảng không gian này, không tồn tại ở đâu cả, cũng không thể tìm ra, hãy nắm bắt thời gian, hoàn thành khảo nghiệm mà bản đại nhân giao cho ngươi. Lại có giọng nói vang lên, giải đáp những thắc mắc của Lâm Nhất. Hóa ra là khí linh, tông môn cổ đại này không biết đã diệt bao nhiêu năm rồi thế mà khí linh của tế đàn thông thiên vẫn còn tồn tại. Lâm Nhất nghĩ nghĩ rồi cầm lấy một miếng ngọc giản dán lên trán. Từng nét chữ thông qua đại não truyền vào trong ngọc giản trống rỗng, từng chữ từng câu đều là lý giải của hắn về cảm ngộ võ đạo trước đó, viết ra cũng không nhẹ nhàng lắm. Không bao lâu, miếng ngọc giản trong tay nở rộ ra từng trận quang mang. Đã được Lâm Nhất viết kín chỗ. Siêu. Ngọc giản hóa thành một mặt lửa, tự động thoát ra khỏi tay Lâm Nhất bay về phía ngọn thánh hỏa. Khảo nghiệm ư. Trên mặt Lâm Nhất toát lên vẻ tươi cười, cảm giác giống như đang dự thi, ngọc giản chính là bài thi. Như vậy cũng tốt, thế này thì không ai có thể làm giả được. Ở không gian khác, Mai Tử Họa đã viết đầy một miếng ngọc giản, trên mặt tỏ ra cực kỳ tự tin. Vung tay một cái ném miếng ngọc giản về phía ngọn thánh hỏa đang bốc cháy. Ngọc giản vừa bay đến liền ầm ầm nổ tung, hóa thành bụi phấn. Chuyện gì vậy? Mai Tử Họa ngẩn người, lộ ra thần sắc mông lung, ánh mắt tràn ngập vẻ không hiểu. Lý giải sai lầm, người tham gia khảo thí phải tránh tu luyện theo lý giải vừa nãy, bằng không sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, hậu quả khó lường. Sai rồi. Thần sắc cực kỳ tự tin lập tức tỏ ra khó coi, hai hàng lông mày nhíu chặt lại. Một hồi lâu sau, Mai Tử Họa mới khẽ trầm ngâm, nói, xem ra khảo thí ngọc giản này ngoại trừ kiểm tra ngộ tính của võ giả tiên thiên gia thì còn là một thủ đoạn kiểm tra của tế đàn thông thiên, không để cho môn hạ đệ tử đi lầm đường. Nhưng miếng ngọc giản này của ta đã nổ tung rồi, có thể đúng được bao nhiêu chứ? Rất rõ ràng, nếu như thành tích không đủ tốt thì cuối cùng tế đàn thông thiên chắc chắn sẽ không ban cho võ học truyền thừa tốt nào cả. Ngộ tính không đủ. Có cho cũng lãng phí, thậm chí còn bỏ lỡ đệ tử khác. Nhất thời, Mai Tử Họa trở nên mặt ủ mày chau. Những người khác vào trong tế đàn đa số đều như vậy, sắc mặt đều không tốt lắm. Vốn cho rằng có thể dựa vào thực lực để vào trong tế đàn,
ít nhiều sẽ có được một phen tạo hóa, chắc chắn là kỳ ngộ lớn. Đều tràn đầy lòng tin với bản thân. Nhưng sau khi vào mới phát hiện ra không đơn giản như vậy, tế đàn thông thiên có trách nhiệm truyền đạo, nó vô cùng nghiêm khắc với khảo nghiệm của người tham gia khảo thí, sẽ không có bất cứ sự tồn tại may mắn nào cả. Ngộ tính không đủ, thiên phú không đủ, thì đừng nghĩ đến thu hoạch lớn gì hết. Thú vị, từ cổ chí kim khảo nghiệm ngộ tính luôn khó lường, không ngờ tông môn viễn cổ lại có cách thức khảo thí chính xác như vậy. Bạch Lê Hiên đã viết đầy 30 miếng ngọc giản, chỉ nổ mất 2 miếng, những miếng còn lại hoàn toàn chính xác. Không giống với căn cốt và võ hồn đều có cấp bậc rõ ràng, ngộ tính là khái niệm có chút mờ ảo. Đã gặp qua là không quên được, thuộc lâu lâu, những thứ này đều có thể coi là ngộ tính cao, nhưng làm thế nào để lượng hóa vẫn luôn là câu hỏi khó của tông môn. Đúng vậy, đối với tông môn mà nói thì luôn xem trọng cấp bậc căn cốt và võ hồn của đệ tử hơn. Bởi vì có thể vừa nhìn qua là thấy, là biết tiềm lực của đệ tử này thế nào. Khí linh đại nhân, thành tích của ta thế nào? Nhìn từng miếng ngọc giản bay về phía thánh hỏa, Bạch Lê Hiên tỏ ra kiêu ngạo, tràn đầy tự tin hỏi. 3 sao rưỡi. Cao nhất là sao nhiêu? 5 sao. Bạch Lê Hiên giãn lông mày ra, cao nhất là 5 sao, 3 sao rưỡi đã là một thành tích cực lớn rồi, thành tính này thế nào? Rất tốt, những người tham gia khảo thí lần này một nửa chỉ được 1 sao, người được 2 sao cũng chẳng có mấy, giọng nói không có bất cứ cảm xúc nào của khí linh tế đàn thông thiên lần nữa lên tiếng trả lời. Nghe vậy khóe miệng Bạch Lê Hiên cong lên, hoàn toàn nằm trong dự kiến của hắn ta. Khí linh đại nhân, thành tích của ta là bao nhiêu? Lâm Nhất không tính kỹ, nhưng đại khái viết chừng khoảng 60 miếng ngọc giản, tất cả đều chính xác, không có ngoại lệ. Nhưng sau khi hắn hỏi xong mà mãi vẫn không thấy khí linh trả lời. Không kìm được hỏi lần thứ hai, khí linh đại nhân, thành tích của ta là bao nhiêu? Một hồi lâu sau mới nghe thấy giọng nói không cảm xúc trả lời, 6 sao. 6 sao. Lâm Nhất ngẩn người, bất đắc dĩ cười cười. Khảo hạch của tông môn viễn cổ đúng là nghiêm khắc, 10 sao mà hắn mới miễn cưỡng đạt được 6 sao. Vòng khảo nghiệm đầu tiên kết thúc, vòng khảo nghiệm thứ hai bắt đầu, mời những người tham gia khảo thí chuẩn bị. Vẫn còn một vòng nữa ư. Thần sắc ngưng trọng, Lâm Nhất không nghĩ nhiều, lắng nghe thật cẩn thận. Lượt khảo nghiệm này sẽ kiểm tra những võ kỹ mà các thí sinh tu luyện, mãnh hổ quyền độ khó nửa sao, lưu phong kiếm pháp độ khó 1 sao, lôi âm kiếm pháp độ khó 2 sao rưỡi. Đạn chỉ thần kiếm độ khó 5 sao, long hổ quyền độ khó 6 sao. Xin mời chọn một môn võ kỹ dựa trên cảm ngộ võ đạo vừa nãy rồi tiến hành tu luyện. Nghe xong những lời khí linh nói, Lâm Nhất mặt tỏ ra bừng tỉnh, đại khái đã hiểu dụng ý của tế đàn thông thiên. Vòng thứ nhất khảo nghiệm sự tiêu hóa hấp thu của ngươi với cảm ngộ võ đạo, vòng khảo nghiệm thứ hai xem ngươi làm thế nào để biến những cảm ngộ võ đạo này luyện hóa thành chiến lực chân chính. Sau đó tổng hợp lại điểm số mới là thành tích chính thức của ngươi, nói đơn giản một chút là học đi đôi với hành. Lâm Nhất suy nghĩ rồi hỏi lại, cái gọi là cấp bậc độ khó đó có nghĩa là gì? Chương 357, lựa chọn. Độ khó càng thấp thì yêu cầu càng cao. Lưu phong kiếm pháp luyện tới viên mãn đỉnh phong thì ngươi cũng chỉ lấy được nửa sao, còn lôi ảnh kiếm pháp thì ngươi chỉ cần luyện tới đại thành là đã lấy được 2 sao. Mà đạn chỉ thần kiếm chỉ cần ngươi luyện tới sơ thành là sẽ lấy được 3 sao. Đạt tới tiểu thành sẽ có được 5 sao. Khí linh kiên nhẫn giải thích tỉ mỉ cho Lâm Nhất. Lâm Nhất thầm nghĩ sắp xếp này khá hợp lý, nếu tu luyện lưu phong kiếm pháp và lôi ảnh kiếm pháp mà lại nhận được kết quả như nhau thì bất công quá. Nhưng sao long hổ quyền của ta lại khó vậy? Lâm Nhất tò mò hỏi, theo sự hiểu biết của hắn thì lực sát thương của đạn chỉ thần kiếm mạnh hơn long hổ quyền rất nhiều. Khí linh bình tĩnh trả lời, long hổ quyền chỉ có 4 sao rưỡi, nhưng quyền pháp này là bản thiếu. Cần ngươi dùng cảm ngộ võ đạo để bổ sung hoàn chỉnh nên độ khó tăng lên, lựa chọn thế nào do ngươi quyết định, khi đã quyết định thì không thể thay đổi. Hóa ra là vậy, độ khó bổ sung hoàn chỉnh quả thực khó hơn tu luyện dựa theo có sẵn rất nhiều. Lựa chọn thế nào là một bài toán khó. Lôi ảnh kiếm pháp chỉ có 2 sao, hiển nhiên không thể chọn, trước mắt hắn chỉ còn long hổ quyền và đạn chỉ thần kiếm. Đạn chỉ thần kiếm có 5 cảnh giới lớn. Cảnh giới thứ nhất ngưng tụ thành quang. Búng tay sát thương người. Cảnh giới thứ hai kinh hãi trong nháy mắt, kiếm hư vô phát. Cảnh giới thứ ba, 10 ngón tay nối với tim, thần kiếm có linh. Cảnh giới thứ tư nhất chỉ đỉnh phong, trời long đất lở. Cảnh giới thứ năm, một cái búng tay, tinh tú rơi xuống. Muốn tu luyện tới sơ thành, ít nhất phải đạt tới cảnh giới thứ hai,
nhưng bây giờ Lâm Nhất mới chỉ có thể miễn cưỡng tới cảnh giới ngưng tụ thành quang, búng tay sát thương người. Còn tiểu thành ít nhất cũng phải luyện tới cảnh giới thứ ba, thần kiếm có linh. Nhìn độ khó cao, khi tu luyện sợ rằng càng khó khăn hơn, nếu không khí linh cũng không nói tu luyện tới tiểu thành sẽ cho hắn 5 sao. Bổ sung hoàn chỉnh long hổ quyền cũng khó không kém, nếu gặp khó khăn sợ rằng 1 sao cũng chẳng nhận được. Nhất thời Lâm Nhất khá bối rối, rốt cuộc nên chọn 5 sao hay 6 sao đây? Lâm Nhất đấu tranh, những người khác trong tế đàn cũng bắt đầu chửi bới. Cái gì? Phá quân quyền của ta mới chỉ 1 sao rưỡi. Như vậy chẳng phải là cho dù ta tu luyện tới viên mãn đỉnh phong cũng chỉ được 1 sao thôi sao? Mai Tử Họa tức giận thở hổn hển, hắn ta hoàn toàn không ngờ phá quân quyền mình tu luyện lại rác rưởi đến thế. Nhưng khí linh hoàn toàn không để ý đến hắn ta, không đưa ra bất kỳ phản ứng nào. Sao lại vậy, võ kỹ của ta cao nhất cũng chỉ có 2 sao, đạt tới viên mãn đỉnh phong mới được 2 sao. Độ khó phân kiểu gì vậy? Trong không gian độc lập, hầu hết các võ giả tiên thiên trong tế đàn đều cáu kỉnh, bực bội. Mấy ông lão bán bộ huyền quan mặt như đưa đám, tất cả võ kỹ của bọn họ mà khí linh chỉ cho nửa sao. Họ hỏi khí linh, nhận được câu trả lời. Tất cả đều là tuổi tác đã lớn, không có giá trị bồi dưỡng. Nếu người bên ngoài biết được có lẽ sẽ hả hê lắm, độ khó nửa sao chắc chắn không làm ăn được gì. Điểm tinh kiếm pháp mới là độ khó 3 sao thôi ư. Đây là kiếm pháp siêu phẩm trong võ kỹ tiên thiên ở Lăng Tiêu Kiếm Các, mấy trăm năm nay không ai luyện được tới đại thành. Bạch Lê Hiên tự lẩm bẩm một mình, nhưng cũng không tức giận, chắc chắn tầm nhìn của tông môn viễn cổ cao hơn bây giờ rất nhiều. Nếu 5 sao là cao nhất, vậy có được 3 sao đã là đánh giá rất cao rồi. Vậy thì nhân cơ hội này tu luyện điểm tinh kiếm pháp tới đại thành đi, nhận hết 3 sao cũng không tệ. Trước đây Bạch Lê Hiên đã nhận được rất nhiều cảm ngộ võ đạo. Hắn ta cực kỳ tự tin có thể luyện được điểm tinh kiếm pháp tới cảnh giới đại thành. Nếu thành công thì chuyến đi tới Thanh Dương giới lần này cũng coi như thu hoạch hậu hĩnh. Thời gian đã hết, mời người thử nghiệm nói cho ta biết sự lựa chọn của ngươi. Giọng của khí linh vang vọng trong đầu Lâm Nhất, cho hắn thông báo cuối cùng. Bổ sung hoàn chỉnh long hổ quyền. Ánh mắt Lâm Nhất lóe lên, hắn đưa ra sự lựa chọn của mình. Độ khó của long hổ quyền là 4 sao rưỡi. Vì là bản thiếu nên điều chỉnh độ khó lên 6 sao. Chúc may mắn. Giọng của khí linh chợt dừng lại bên tai Lâm Nhất rồi dần dần biến mất. Nếu Lâm Nhất có thể nhìn thấy những không gian độc lập khác, hắn sẽ phát hiện khí linh nhìn như không có tình cảm này chỉ nói chúc may mắn với một mình hắn mà thôi. Thân là kiếm khách, ta đã phải từ bỏ đạn chỉ thần kiếm, long hổ quyền à, đừng để ta thất vọng nhé. Lâm Nhất nghiêm túc, nhẹ giọng nói. Thực ra hắn vẫn cân nhắc đạn chỉ thần kiếm. Vì khảo nghiệm của khí linh, lựa chọn kiếm pháp này sẽ an toàn hơn. Dù kém hơn nữa cũng có thể lấy được 3 sao. Mà một khi không thể bổ sung hoàn chỉnh long hổ quyền thì sẽ nhận được điểm 0, vòng thứ 2 sẽ xếp cuối bảng. Nhưng trong lòng Lâm Nhất tự có cân nhắc. Đạn chỉ thần kiếm cho dù không tận dụng cơ hội lần này thì về sau có thể từ từ luyện, sau khi cảnh giới tu vi cao lên, sớm muộn gì cũng sẽ thăng cấp đến đại thành, đột phá viên mãn đỉnh phong. Đạt tới cảnh giới đan chỉ tinh thần diệt của Tử Diên kiếm thánh năm đó. Mà long hổ quyền thì khác, trong tay hắn chỉ có bản thiếu. Nếu không nắm bắt cơ hội này, bao lâu nữa mới có thể bổ sung hoàn chỉnh là điều không thể đoán trước được. Vút, thánh hỏa kia vô cùng bí ẩn, đột nhiên di chuyển, bao trùm toàn bộ đạo đài. Ánh sáng rực rỡ chiếu lên người Lâm Nhất khiến đầu óc hắn trở nên thông suốt, tràn đầy tinh thần. Bắt đầu rồi à? Lâm Nhất ngẩng đầu. Không lãng phí thời gian, lập tức lấy bản thiếu của Long Hổ Quyền ra. Chương 358, Long Hành Hổ Bộ. Lâm Nhất đã tu luyện thành công chiêu thức thứ nhất Long Hổ Sinh Uy nên có thể bỏ qua. Chiêu thức thứ hai của Long Hổ Quyền là Long Hành Hổ Bộ, đây là thân pháp lấy tư thế của rồng và hổ để biến hóa. Gồm 9 bộ, mỗi bộ đều ẩn chứa khí thế rồng hổ, khi đi hết 9 bước có thể hóa ra dị tượng rồng cuốn hổ chồm, nuốt chửng núi sông. Chiêu thức thứ ba của Long Hổ Quyền là Long Phi Hổ Khiêu, tay trái thi triển sức mạnh rồng bay trên bầu trời, tay phải thi triển sức mạnh của hổ nhảy qua sông núi. Chiêu thức thứ tư là Long Đằng Hổ Ngọa. Tổng cộng có 9 chiêu thức, càng về sau càng ghi chép ít, đến chiêu thức cuối cùng chỉ còn mỗi tên chiêu pháp, là Hàng Long Phục Hổ. Bổ sung hoàn chỉnh chiêu thức thứ hai Long Hành Hổ Bộ đã. Lâm Nhất gập sách lại, chìm trong suy tư. Không bổ sung hoàn chỉnh được chiêu thức này thì những chiêu thức phía sau càng không có cơ hội. Nhắm mắt lại,
trong đầu hắn không ngừng quan sát học hỏi những cảm ngộ võ đạo đã tiếp nhận và tiêu hóa trước đó. Bùm! Không lâu sau, dưới thánh hỏa, trong đầu hắn hiện lên các hình ảnh khác nhau. Dưới ánh lửa chiếu sáng, từng hình ảnh hiện ra, vô số bóng người và cảnh tượng không ngừng biến hóa. Mỗi một bức tranh đều là đại năng của tông môn viễn cổ, cảnh tượng khi ngộ đạo khiến Lâm Nhất vô cùng kinh ngạc. Thời gian dần trôi, trong tế đàn cũng không biết đã trôi qua bao lâu. Lâm Nhất chợt mở mắt, cảnh tượng xung quanh đột nhiên biến mất. Long hành hổ bộ nhìn như thân pháp nhưng thực tế nếu thật sự diễn hóa được dị tượng rồng cuốn hổ chồm, nuốt chửng núi sông thì có lẽ uy lực một quyền sẽ đáng sợ lắm. Vậy nên không thể dựa theo thân pháp để bổ sung, như vậy sẽ đi vào vết xe đổ. Dưới thánh hỏa chiếu rọi, lối tư duy của Lâm Nhất vô cùng sáng suốt, hắn nhìn thấy đủ loại dị tượng đáng sợ trong rất nhiều cảm ngộ võ đạo. Sau 10 bước sẽ có dị tượng nuốt chửng núi sông, như vậy không được coi là thân pháp. Quyết định vậy đi. Lâm Nhất quyết định rồi từ từ đứng dậy, trong đầu không ngừng hiện lên những ý nghĩ khác nhau. Tất cả đều là tinh hoa tinh luyện trong số các loại cảm ngộ võ đạo, cung cấp linh cảm quý giá cho hắn bổ sung hoàn chỉnh long hổ quyền. Lâm Nhất bước ra một bước, bỗng nhiên phong tòng long, vân tòng hổ, phong vân hội tụ. Trên người hắn phát ra thanh uy đáng sợ, đã gần tới cao thủ bán bộ huyền quan, chính là chiêu thức thứ nhất của long hổ quyền long hổ sinh uy. Long uy và hổ uy hòa quyện vào nhau trong cơ thể hắn không dứt. Bước thứ hai. Khi long hổ sinh uy trở nên hùng mạnh đạt tới đỉnh phong, Lâm Nhất lại tiến thêm một bước nữa. Bước này như có tiếng gầm của rồng và hổ, thanh uy của rồng và hổ phá vỡ xiềng xích, hoàn hảo hòa nhập vào bước đi của Lâm Nhất. Lâm Nhất vui mừng khôn xiết, cảm nhận rõ ràng mỗi bước đi của mình, đạo đài đều rung chuyển kịch liệt. Cước huyệt trong tiên thiên thất khiếu điên cuồng dâng trào trong lòng, khiến sức mạnh mỗi bước đi của hắn nặng tới 300.000 cân. Huỵch huỵch huỵch. Trong lúc hăng hái, Lâm Nhất bước liền 8 bước, sau khi đi được 9 bước, đạo đài dưới chân hắn đã nứt ra. Đoàng. Thanh uy cực kỳ kinh người, long hổ hư ảnh dường như diễn hóa thành thật. Nhưng dị tượng rồng cuốn hổ chồm, nuốt chửng núi sông không hóa hiện ra. Không chỉ vậy, linh nguyên trong cơ thể hắn mạnh mẽ cuộn trào, chảy ngược tứ phía, cuồng bạo dường như không thể kiểm soát. Không đúng. Lâm Nhất cảm nhận được từng cơn đau nhói, lập tức định thần lại, xua tan thanh uy và ý nghĩ đang dâng trào trong lòng. Phụt, khóe miệng tràn ra vết máu, vẻ mặt Lâm Nhất tái nhợt, suýt thì tẩu hỏa nhập ma. Lau khô vết máu, Lâm Nhất cau mày, sai ở đâu nhỉ? Chiêu thức thứ hai của long hổ quyền là long hành hổ bộ, đây là thân pháp lấy tư thế của rồng và hổ để biến hóa. Gồm 9 bộ, mỗi bộ đều ẩn chứa khí thế rồng hổ. Khi đi hết 9 bước có thể hóa ra dị tượng rồng cuốn hổ chồm, nuốt chửng núi sông. Có lẽ mình đã hiểu sai về khí thế rồng hổ. Trong mắt Lâm Nhất cũng không có vẻ thất vọng lắm, không nhanh không chậm, hắn bắt đầu suy nghĩ lại. Không đúng, không đúng, như vậy cũng không được. Khí thế rồng hổ, tại sao lại gọi là khí thế rồng hổ, chẳng lẽ chính là như vậy? Vẫn không đúng, lại nào? Nhưng kết quả vẫn liên tiếp thất bại. Mỗi lần thất bại là lục phủ ngũ tạng đều chịu tác động không nhỏ. Khí thế rồng hổ, có phải mình đã quá cố chấp vào hai chữ rồng hổ không? Có thể sau khi đi bước đầu tiên rồi giữ sức, đi được 10 bước rồi mới bùng nổ không? Không biết thất bại bao nhiêu lần, mắt Lâm Nhất sáng lên, thử lại lần nữa. Bùm! Tiến lên một bước, khí thế rồng hổ bao quanh người hắn chợt bùng nổ. Nhắm mắt cân nhắc một chút, Lâm Nhất chợt mở mắt, đi bước thứ hai. Bước này rồng ẩn hổ hiện, không thấy long uy, chỉ có hư ảnh mãnh hổ tựa núi cao, cực kỳ bá đạo. Bước thứ ba, hổ biến mất rồng xuất hiện, hư ảnh mãnh hổ nhạt dần, thay thế bằng bóng rồng. Ngoại trừ bước đầu tiên là long hổ sinh uy, mấy bước sau đều là một rồng một hổ. Hổ uy xuất hiện là bóng rồng biến mất, âm thầm tích tụ. Nhất thời bước chân của Lâm Nhất không thể đoán trước được, giống như rồng hổ biến ảo, lúc là rồng, lúc là hổ. Chương 359, Đại Phong Kình. Mỗi bước đi nhìn như không có gì, nhưng lại mang đến cho người ta một cảm giác bí ẩn, biến hóa khôn lường, có cảm giác không nắm bắt được. Khí thế rồng hổ cùng dâng lên với linh nguyên tiên thiên trong cơ thể, liên tục tích tụ theo mỗi bước chân của Lâm Nhất. Khi bước ra bước thứ 9, khí thế rồng hổ như ẩn như hiện chợt bùng phát. Một rồng một hổ, hai hư ảnh như thật xuất hiện sau lưng hắn. Khí thế rồng hổ ấy đan xen nhưng lại độc lập. Bay ngang đất trời, thúc đẩy khí thế vô biên, dường như có sức mạnh nuốt chửng núi sông.
Tiếng rồng hổ gầm rú trong cơ thể Lâm Nhất không ngừng vang lên, sức mạnh cuồng bạo tràn ngập trong cơ thể khiến hắn cảm thấy hơi kiêng kỵ. Rầm, một quyền tung ra, hư ảnh rồng hổ sau lưng hắn thoáng chốc tiến vào trong quyền mang, khi quyền mang nổ tung dường như không khí cũng nứt ra một lỗ, xuất hiện khe hở cực lớn. Thành công rồi. Ngoài mặt Lâm Nhất mừng rỡ như điên, nhưng trong lòng hắn biết hắn mới chỉ coi như miễn cưỡng bổ sung hoàn chỉnh long hành hổ bộ mà thôi. Trong lúc phấn khích, Lâm Nhất lại tiếp tục luyện tập trên đạo đài. Hắn luyện tập say sưa, vui mừng không sao tả xiết. Thật lâu sau, Lâm Nhất thu quyền, đứng thẳng, trầm ngâm nói, đến lúc bổ sung chiêu thức thứ ba rồi. Thời gian dần trôi, dường như đã rất lâu rồi, giọng của khí linh lại vang lên. Người khảo nghiệm, thời gian đã đến, long hổ quyền hoàn thành được bao nhiêu rồi? Lâm Nhất lau mồ hôi trên trán, cười bất lực, hổ thẹn. Nếu không tính chiêu thức thứ nhất thì mới chỉ hoàn thành hai chiêu thức long hành hổ bộ và long phi hổ khiêu. Sao lại không tính, nếu như ngộ tính của ngươi không đủ làm sao hoàn thành được chiêu thức đầu tiên, khí linh hỏi ngược lại khiến Lâm Nhất sững sờ, sau đó liền vui vẻ. Biểu diễn cho ta xem đi. Lâm Nhất làm theo, thể hiện long hành hổ bộ và long phi hổ khiêu một lượt. Cân nhắc một lúc, khí linh nhẹ giọng khen ngợi, được lắm. Lâm Nhất hơi hồi hộp, không biết vòng này vãn bối nhận được mấy sao. Nếu hoàn thành 6 chiêu thức thì sẽ nhận được cả 6 sao, 3 chiêu thức chỉ nhận được 4 sao. Nhưng biểu hiện ở vòng trước của ngươi khá xuất sắc, nên tổng điểm 2 vòng ta vẫn cho ngươi 10 sao. 4 sao, vậy cũng tốt lắm rồi, đợi đã. Lâm Nhất ngạc nhiên hỏi, 10 sao chỉ được 6 sao cũng được coi là xuất sắc ạ. Ai bảo với ngươi thế? Vòng trước 5 sao là cao nhất, những người khác. Cao nhất mới chỉ 3 sao, người đã vượt qua 5 sao. Ngộ tính này cho dù ở thời thịnh thế hoàng kim năm đó cũng hiếm thấy. Giọng nói lạnh lùng của khí linh khiến thân thể Lâm Nhất chấn động. Ngộ tính của hắn ở thời thịnh thế hoàng kim năm đó cũng có thể coi là hiếm thấy. Ta là khí linh đại nhân của tế đàn thông thiên, ánh sáng 10 sao chiếu khắp đất trời, hôm nay ta ban tặng cho ngươi. Trong quảng trường truyền đạo. Một bóng người bị tế đàn thông thiên ném ra dưới con mắt chú ý của bao người. Là Mai Tử Hỏa. Sau đó một miếng ngọc giản có hai luồng ánh sáng đan xen từ trên trời rơi xuống. Là võ kỹ tiên thiên trung phẩm. Không ngờ chỉ là võ kỹ tiên thiên trung phẩm, nhưng đây là truyền thừa võ học của tông môn viễn cổ, uy lực có lẽ mạnh hơn võ kỹ tiên thiên thượng phẩm bây giờ nhiều. Cũng coi như có thu hoạch, tứ đại tông môn vẫn luôn có hứng thú với võ kỹ của tông môn viễn cổ. Sau khi luyện xong có thể bán với giá cao. Mọi người đều nhìn Mai Tử Họa với vẻ hâm mộ. Vẻ mặt Mai Tử Họa khá khó coi, trong mắt hiện lên vẻ thất vọng, hắn ta lắc đầu thở dài. Vù vù vù. Ngay sau đó, mọi người liên tục hiện ra từ tế đàn thông thiên, hầu hết đều nhận được võ kỹ tiên thiên trung phẩm. Thi thoảng mới có vài người nhận được võ kỹ tiên thiên thượng phẩm. Võ kỹ tiên thiên thượng phẩm Huyền Bi Trưởng, không tệ. Uy lực của chương pháp này có thể sánh với võ kỹ huyền cấp bình thường. Minh Diệp nghịch ngọc giản có ba luồng sáng bao quanh, trên mặt là vẻ hài lòng. Đột nhiên thế giới của Minh Diệp xuất hiện hai luồng sáng chói mắt. Quay lại nhìn thì là Bạch Lê Hiên và Tư Tuyết Y cùng xuất hiện. Ánh sáng rực rỡ đó phát ra từ ngọc giản họ có được, nhất thời ánh sáng từ ngọc giản của những người khác đều bị lu mờ. Nụ cười trên mặt Minh Diệp cũng bất giác biến mất. Võ kỹ tiên thiên siêu phẩm. Nhìn ánh sáng này có lẽ là võ kỹ siêu phẩm lợi hại đấy. Ta thấy ngọc giản của Bạch Lê Hiên hình như còn có tia sáng màu tím, chắc chắn còn có huyền cơ khác. Dù sao cũng là Bạch Lê Hiên, chúng ta không thể so sánh. Ngọc giản của Bạch Lê Hiên khiến mọi người đều hâm mộ, vô số ánh mắt tập trung về phía này. Chúc mừng sư huynh. Các đệ tử của Lăng Tiêu Kiếm các đều vui mừng, bước tới chắp tay chúc mừng. Nhìn quanh không ai có thể so sánh với hắn ta. Bạch Lê Hiên nở nụ cười nhạt, cất ngọc giản vào lòng bàn tay. Nhưng vào lúc này, tế đàn thông thiên chợt chấn động kịch liệt, bắn ra 10 tia sáng, rải khắp đất trời. Chuyện gì vậy? Toàn bộ quảng trường truyền đạo đều được bao phủ bởi một sức mạnh viễn cổ cuồn cuộn, khiến lòng người bất giác hoảng sợ. Khi tất cả mọi người đang kinh ngạc và nghi ngờ, đột nhiên có một giọng nói lớn vang lên từ tế đàn thông thiên. Ta là khí linh đại nhân của tế đàn thông thiên. Ánh sáng 10 sao chiếu khắp đất trời, hôm nay ta ban tặng cho ngươi đại phong kình, sẽ có ngày cửu trọng thiên lên như diều gặp gió. Trong âm thanh vang dội của đất trời, một bóng người xuất hiện từ trong tế đàn thông thiên kèm theo ánh sao. Cùng lúc đó, một trang kinh thư phong cách cổ xưa từ trên bầu trời chậm chậm rơi xuống.
Công pháp huyền cấp, là Lâm Nhất. Nhìn thấy khuôn mặt người kia, những người đang ở quảng trường truyền đạo lập tức sục sôi, bầu không khí đạt tới mức nóng chưa từng có. Chương 360, bảo tàng cuối cùng. Hào quang thập tinh chiếu rọi khắp thế gian, nay ta ban cho ngươi đại phong kình, một ngày kia thông qua phong khí, ắt sẽ như diều gặp gió, bay lên 9 tầng trời. Trong quảng trường truyền đạo, trước hàng ngàn ánh mắt chú mục, Lâm Nhất cùng một tờ kinh thư xuất hiện trên tế đàn thông thiên, tiếng hoan hô lập tức vang lên khắp nơi. Sau khi tiến vào bên trong tế đàn thông thiên, tất cả mọi người đều có phần thưởng, toàn bộ là ngọc giản. Ngay cả Bạch Lê Hiên cũng vậy, ngọc giản của hắn tỏa ra hào quang sáng chói, ẩn chứa sắc tím. Vừa nhìn liền biết không phải vật phàm, thế nhưng suy cho cùng nó vẫn chỉ là võ kỹ tiên thiên siêu phẩm. Còn tờ kinh thư của Lâm Nhất thì lại hoàn toàn khác biệt. Đó là công pháp huyền cấp, chỉ khi vượt qua võ kỹ tiên thiên thì mới được ban cho kinh thư. Hơn nữa, e là trong số các công pháp huyền cấp, tờ kinh thư này cũng không phải hạng tầm thường. Trên đài sen bên dưới, Bạch Lê Hiên cầm ngọc giản trong tay, vẻ mặt hắn ta thay đổi mấy lượt. Thực không tưởng tượng nổi, Lâm Nhất vậy mà lại lấy được công pháp huyền cấp. Ngay cả Bạch Lê Hiên cũng chỉ mới lấy được công pháp tiên thiên siêu phẩm, không biết hắn làm thế nào mà được vậy. Thiếu niên này quả thật bí ẩn, vĩnh viễn khiến người ta không cách nào đoán được. Giờ ngẫm lại, lúc trước hắn liều mạng đoạt một đài sen, hẳn là vì có lòng tin với bản thân mình. Phong ấn thanh dương giới mỗi 10 năm mở một lần. Tế đàn thông thiên rất ít khi ban thưởng công pháp huyền cấp, người trước đó đạt được công pháp huyền cấp cũng cách đây ít nhất mấy trăm năm. Lúc này, trên quảng trường, võ giả tiên thiên tứ phương vô cùng kinh ngạc và chấn động, trái lại, điều này cũng có thể lý giải. Vèo! Dưới ánh sao rạng người, Lâm Nhất từ từ bay xuống từ trên tế đàn thông thiên. Sau khi hạ xuống đài sen, hắn mới có thời gian đánh giá kinh thư trong tay, đại phong kình. Ba chữ đại phong kình trên kinh thư được viết theo lối chữ cổ với những đường nét phóng khoáng, đây là một môn trưởng pháp có uy lực vô cùng mạnh mẽ. Khi Lâm Nhất vững vàng hạ xuống đất, âm thanh bàn tán xung quanh lại lần nữa vang lên, rất nhiều ánh mắt khác thường đổ dồn về phía hắn. Công pháp huyền cấp, rốt cuộc tên kiếm nô này có vận may chết tiệt gì vậy chứ? Vương Ninh nhìn ngọc giản trong tay, tức đến mức suýt thổ huyết, tế đàn thông thiên chỉ ban cho hắn một quyển võ kỹ tiên thiên trung phẩm. Ngoại trừ mấy lão giả bán bộ huyền quan chẳng thu hoạch được gì, có thể nói phần thưởng của hắn gần như kế cuối rồi. So với Lâm Nhất, ngay cả cọng lông cũng không bằng. Chắc chắn là tên tiểu tử này gian lận gì đó, ta không tin thiên phú của hắn còn mạnh hơn Bạch Lê Hiên, Vương Đỗ lộ vẻ sầu lo, hiển nhiên ông ta rất không hài lòng. Nhưng bất kể đám người này có thái độ như thế nào thì cũng không thể thay đổi được sự thật là Lâm Nhất đã chiếm được lợi ích cực lớn. Thậm chí, phần thưởng của 17 người khác cộng lại cũng không bằng Lâm Nhất. Đúng lúc này, mọi người chợt phát hiện Bạch Lê Hiên dẫn theo đệ tử của Lăng Tiêu Kiếm Các đi về phía Lâm Nhất. Định làm gì vậy? Chẳng lẽ định giết người cướp của, không đến mức đó chứ? Lăng Tiêu Kiếm Các lớn thế kia, chẳng lẽ lại làm ra chuyện như vậy trước mắt công chúng? Một vài tình huống nằm ngoài dự liệu khiến mọi người giật mình hoàn hồn, tất cả đều lộ vẻ khó hiểu. Ở Đại Tần Đế Quốc, Lăng Tiêu Kiếm vốn là một môn phái có thanh danh hiển hách, mặc kệ đệ tử có lén lút làm ra chuyện gì đó, nhưng ít nhất nề nếp gia phong vẫn có thể xem là chính phái. Nhưng ngẫm lại thấy cũng khó mà nói được, dù sao thứ Lâm Nhất lấy được là công pháp huyền cấp của tông phái viễn cổ. Lâm Nhất cũng cảm thấy rất khó hiểu, lấy ra lệnh bài ô quang, âm thầm cảnh giác. Chẳng mấy chốc, kiếm thế sắc bén toát ra từ trên người đám người kia đã ép tới. Cũng không phải họ cố ý làm thế. Mà bởi vì tu vi kiếm đạo của những người này đã đạt đến trình độ vô cùng đáng sợ, dù không làm gì cả cũng khiến người ta khó có thể tiếp nhận được. Ngươi là Lâm Nhất. Bạch Lê Hiên bước đến trước mặt Lâm Nhất, hai người đứng cách nhau vài trăm mét, hắn ta liếc nhìn Lâm Nhất, khẽ nói. Kiếm ý thật mạnh. Lâm Nhất thầm kinh hãi, hắn cũng là một kiếm khách, nên cực kỳ nhạy cảm với kiếm ý. Ở khoảng cách gần, kiếm ý trên người Bạch Lê Hiên khiến hắn có cảm giác như đang đối diện với một ngọn núi cao sừng sững. Đối phương cố ý phô trương thanh thế khiến hắn cảm thấy vô cùng áp bách, thậm chí khó có thể ngẩng đầu lên được. Tên Bạch Lê Hiên này còn đáng sợ hơn nhiều so với Vương Đỗ. Lâm Nhất nhanh chóng có nhận định của mình, hắn không dám lơ là, trầm ngâm đáp chính là tại hạ. Bạch Lê Hiên khẽ nói, tốt lắm, hiện tại có một kỳ ngộ cực lớn đang bày ra trước mặt ngươi, chỉ chờ ngươi ngẩng đầu mà thôi. Nếu ngươi bằng lòng, ta sẽ chiêu mộ ngươi vào Lăng Tiêu Kiếm Các.
Những lời này lập tức khiến toàn trường xôn xao, hóa ra Bạch Lê Hiên muốn lôi kéo Lâm Nhất vào Lăng Tiêu Kiếm Các. Tên tiểu tử này thật may mắn. Bạch Lê Hiên đích thân mở miệng mời hắn vào Lăng Tiêu Kiếm Các, xem ra đã thay đổi cách nhìn đối với hắn. Chỉ cần tiến vào Lăng Tiêu Kiếm Các, tương lai chắc chắn sẽ không gì sánh nổi. Tứ đại siêu nhiên tông môn của Đại Tần Đế Quốc có yêu cầu cực cao đối với đệ tử nhập môn, kể cả ngộ tính và võ hồn, thiếu một thứ cũng không được. Về phần Lăng Tiêu Kiếm Các, có thể xem là thánh địa trong lòng kiếm khách, so với ba tông môn còn lại, địa vị của bọn họ cũng cao hơn một chút. Mời ta nhập tông. Hoàn toàn chính xác, với bản lĩnh mà Lâm Nhất đã thể hiện trước đó, cùng với những khảo nghiệm mà hắn đã trải qua trong tế đàn thông thiên, có lẽ đã đủ để khơi gợi sự hứng thú của đối phương. Nếu quả thật là vậy, đây cũng là một cơ hội không tệ. Ngay khi hắn định mở miệng đáp ứng thì chợt nghĩ ra điều gì đó, trầm giọng nói, đương nhiên ta muốn đến Lăng Tiêu Kiếm Các, có điều, không biết có yêu cầu gì không? Bạch Lê Hiên có hơi bất ngờ, ngẫm nghĩ trong chốc lát rồi nói, dâng lên kinh thư trong tay ngươi là được. Điều kiện đơn giản như thế, đừng nói với ta là ngươi không làm được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 15.